32.000 năm trước công nguyên, người Cro-Magnon đã phát minh ra âm lịch, loại lịch đầu tiên trong lịch sử loài người. Nhưng 4 tỷ 500 triệu năm lịch sử hình thành của trái đất là một khoảng thời gian khổng lồ nếu mang đi so với thời gian mà kể từ khi con người biết tính thế nào là một ngày. Nhưng nhờ có sự phát triển của khoa học, đặc biệt là ngành địa chất, con người đã có thể tính toán một cách ước lượng các thời kỳ của trái đất. Chúng ta biết về kỷ Jura hay kỷ phấn trắng, nhưng làm sao để gọi là một kỷ? Và vì sao chúng ta lại có những cái tên đó? Ngoài ra, nếu mọi người có muốn tìm hiểu thêm về các câu chuyện thần thoại, thì chúng mình đang thực hiện series về thần thoại Bắc Âu trên kênh Thần Thoại Gần Gũi. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Hôm nay chúng ta sẽ xuôi dòng từ quá khứ cho đến hiện tại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video series về toàn bộ các kỷ của trái đất. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi! Niên đại địa chất. Niên đại địa chất là một công cụ quan trọng mà các nhà địa chất sử dụng trong nghiên cứu. Các khoảng thời gian được đo và đặt vào bối cảnh theo năm, thường được biểu diễn bằng các đơn vị như ma, mega annum tương đương với triệu năm và ca, tức kilo annum tương đương với nghìn năm. Việc xác định niên đại địa chất giúp chúng ta có cái nhìn sâu rộng về quá trình biến đổi của trái đất. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ các nhà khoa học trong việc dự đoán và phân tích các vận động và thay đổi của trái đất trong tương lai. Để xác định niên đại địa chất, người ta thường sử dụng các phương pháp sau đây. Phương pháp phóng xạ, dựa trên tỷ lệ giữa hạt nhân mẹ và hạt nhân con trong mẫu đá. Phương pháp hóa thạch, xác định tuổi đá thông qua hóa thạch của loài chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Người ta còn sử dụng trình tự các lớp đất và đá, xác định tuổi dựa trên vị trí tương đối của lớp đất đá. Lớp trên cùng thường mới hơn lớp dưới, vì thế nhờ các phương pháp đó, các nhà khoa học có thể xác định số tuổi của một mẫu xương hóa thạch cách ngày nay hàng triệu năm. Vậy, nhờ vào các niên đại địa chất, các mốc thời gian trong quá khứ xa xôi sẽ được phân chia như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Niên đại là gì? 4 tỷ 543 triệu năm của trái đất được chia thành 4 eon hay niên đại. Đầu tiên là niên đại Hadean, hay còn được gọi là niên đại Hỏa Thành, niên đại Thái Viễn Cổ hoặc niên đại Minh Cổ. Niên đại này trải dài từ khi bắt đầu hình thành trái đất và kết thúc vào khoảng 3 tỷ 800 năm trước. Cái tên Hadean được bắt nguồn từ thần Hadi, vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Nguyên do có cái tên ấy là vì nó gợi ra hình ảnh của âm phủ hoặc là ám chỉ tới các điều kiện trên trái đất vào thời gian đó, một địa ngục rực cháy từng tồn tại trên đời. Tiếp theo là niên đại Achaean hay niên đại Thái Cổ, trải dài từ khi niên đại Hadean kết thúc cho đến khoảng 2 tỷ 500 triệu năm trước. Và vì mặt trời lúc đó tối hơn nhiều so với thời điểm hiện tại, nên nhiệt độ của trái đất lúc đó không nóng như tưởng tượng. Khí quyển chứa lượng oxy ít hơn rất nhiều và nó chủ yếu được tạo ra bởi sự phân giải nước từ tia tử ngoại. Chỉ đến cuối giai đoạn Achaean, do sự xuất hiện của quá trình quang hợp từ vi khuẩn xanh lam mà lượng oxy trong không khí bắt đầu tăng lên, mở đường cho sự kiện oxy hóa lớn ở đầu niên đại Proterozoic. Đến với niên đại Proterozoic, hay còn gọi là niên đại nguyên sinh, niên đại kéo dài từ lúc kết thúc niên đại Thái Cổ cho đến 541 triệu năm trước, tức niên đại nguyên sinh tồn tại tới tận hơn 2 tỷ năm tuổi của trái đất, một thời kỳ rất rất dài. Đương nhiên, nó cũng sẽ là thời kỳ quan trọng bậc nhất của trái đất khi các dạng sống đầu tiên trở nên đa dạng. Các dạng sống đầu tiên. Ngày nay, việc các động vật ăn lẫn nhau là một điều tự nhiên phải có. Các hệ sinh thái của chúng ta được cấu trúc bởi các mối quan hệ cá lớn nuốt cá bé, như cá voi sát thủ ăn hải cẩu lại ăn mực và mực ăn các loại nhuyễn thể. Tất cả những động vật đều cần oxy để trích xuất năng lượng từ thức ăn của chúng. Nhưng những sự sống đầu tiên trên trái đất trước đây không phải như vậy. Với môi trường không có oxy và chứa nhiều metan trong phần lớn lịch sử của nó, trái đất lúc bấy giờ không phải là nơi lý tưởng cho động vật sinh sống. Những dạng sống đầu tiên mà chúng ta biết đến là những vi sinh vật, nhờ vào việc chúng để lại dấu vết về sự hiện diện của mình trong những hóa thạch khoảng 3 tỷ năm tuổi. Các dấu vết này bao gồm một loại phân tử carbon được sản xuất bởi sinh vật sống. Bằng chứng về vi sinh vật cũng được bảo tồn trong những cấu trúc cứng, được gọi là stromatolite do chúng tạo ra, có niên đại khoảng 3,5 tỷ năm trước. Stromatolite được hình thành khi lớp vi sinh vật bám dính vào nhau và kết nối các chất cặn lại.
các khoáng chất kết tủa bên trong các lớp này, tạo ra những cấu trúc bền vững ngay cả khi vi sinh vật chết đi. Khi vi khuẩn màu xanh lam xuất hiện vào liên đại Thái Cổ, chúng đã tạo ra sự biến đổi đáng chú ý. Chúng trở thành những sinh vật biết quang hợp đầu tiên của trái đất, lấy thức ăn từ nước và năng lượng từ mặt trời và kết quả là việc thải ra khí oxy. Và cuối liên đại Thái Cổ, điều này đã gây ra sự gia tăng đột ngột của nồng độ oxy, khiến môi trường trở nên ít thuận lợi hơn đối với các loại vi sinh vật khác. Những vi sinh vật không thể sống trong môi trường có nhiều oxy. Sau sự tăng vọt một cách đột ngột lượng oxy, nó ổn định ở mức thấp hơn và tiếp tục ở mức đó trong vài tỷ năm sau đó. Tất cả là do vi khuẩn lam đã tự làm tăng rồi tự làm giảm luôn lượng oxy. Vì chúng chết và chúng sẽ hòa vào nước. Quá trình phân giải cơ thể chúng đã giảm nồng độ oxy, do đó đại dương vẫn chưa phải là môi trường thích hợp cho hầu hết các hình thức sống cần nhiều oxy. Mặc dù vậy, những vi sinh vật ban đầu này lại không có các tế bào chuyên biệt cần thiết cho một cơ thể phức tạp. Cơ thể động vật ngày nay gồm có nhiều loại tế bào như da, máu hay là xương. Các tế bào chứa các bộ phận tiểu bào, mỗi bộ phận thực hiện một nhiệm vụ riêng biệt. Còn các vi sinh vật chỉ là các tế bào đơn lẻ, không có các bộ phận tiểu bào và không có nhân để tổng hợp DNA của chúng. Nhưng rồi, một cuộc cách mạng đã xảy ra khi các vi sinh vật bắt đầu sống bên trong vi sinh vật khác, đóng vai trò như các bộ phận tiểu bào cho chúng. Chúng đã tiến hóa để trở thành những mối quan hệ có lợi cho cả hai. Các tiểu bào năng lượng sẽ đóng vai trò chuyển thực phẩm sang thành năng lượng. Hơn nữa, lần đầu tiên DNA được tổng hợp trong nhân, sinh ra những tế bào phức tạp mới, được gọi là tế bào nhân thực, sở hữu các bộ phận chuyên biệt, thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt, hỗ trợ toàn bộ tế bào. Và từ đó, chúng ta có những động vật đầu tiên ra đời. Vào nửa năm của liên đại nguyên sinh, khoảng 800 triệu năm trước, những cụm tế bào sống cộng sinh với nhau cuối cùng đã trở thành những động vật đầu tiên. Bọt biển là một trong những loài động vật đó. Lượng oxy ở dưới đại dương vẫn còn thấp so với ngày nay, nhưng bọt biển có thể chịu đựng được điều kiện thiếu oxy. Mặc dù giống như các động vật khác, chúng cần oxy để chuyển hóa, nhưng chúng không cần nhiều vì chúng không hoạt động mạnh mẽ. Chúng ăn mà không cần di chuyển bằng cách lấy các hạt thức ăn từ nước được bơm qua cơ thể chúng bởi các tế bào chuyên biệt. Sự tiến hóa của những cơ thể phức tạp và đa dạng này sẽ dẫn đến sự phân chia thành nhiều động vật. Từ đó, chúng ta sẽ phát triển thành nhiều loài khác nhau. Một số yếu tố của bộ gen người và bộ DNA hoàn chỉnh của mọi động vật đã và đang hoạt động theo cách tương tự như bộ gen của bọt biển tồn tại thời tiền sử. Cơ chế này thúc đẩy sự biểu hiện gen, yếu tố đóng vai trò là chìa khóa của sự đa dạng loài trên thế giới động vật. Kỷ Ediacara, một liên đại sẽ bao gồm các địa chất hay era, một đại thường kéo từ vài trăm triệu tới một tỷ năm. Trong một đại sẽ gồm nhiều kỷ, tiếng Anh là period hay system. Mốc thời gian từ khi kết thúc kỷ Ediacara thuộc đại Neoproterozoic hay đại Tân Nguyên Sinh cũng là đại địa chất cuối cùng trong liên đại Nguyên Sinh. Toàn bộ mốc thời gian này trở về trước sẽ được gọi là giai đoạn tiền Camry. Khoảng 580 triệu năm trước kỷ Ediacara, ngoại trừ bọt biển đã thêm sự xuất hiện và phát triển của các loại sinh vật khác. Những sinh vật biển đa dạng này với cơ thể hình dạng giống như một chiếc lá. Bằng chứng hóa thạch của chúng có thể được tìm thấy trong các tảng đá trầm tích trên khắp thế giới. Những động vật cổ đại này được gọi là quần thể sinh vật Ediacara. Nhóm này dựa trên những hóa thạch sớm nhất từng được phát hiện, cung cấp bằng chứng về các sinh vật đa bào phức tạp. Trong một mẫu vật hóa thạch của loài Kimberella giống sên, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các phân tử phytosterol được bảo quản trong ruột của sinh vật. Sản phẩm hóa học phytosterol này được tìm thấy trong thực vật, cho thấy nó đã ăn tảo và vi khuẩn từ đáy đại dương. Các nhà cổ sinh vật học cho rằng Kimberella có khả năng là một trong những sinh vật tiên tiến nhất của kỷ Ediacara, khi chúng có miệng, ruột và tiêu hóa thức ăn giống như động vật hiện đại. Nhưng vào cuối kỷ Ediacara, lượng oxy tăng lên, đạt mức đủ để duy trì các dạng sự sống phụ thuộc vào oxy. Chính các loài bọt biển đầu tiên có thể đã làm tăng nồng độ oxy bằng cách ăn vi khuẩn, loại bỏ chúng khỏi quá trình phân giải. Hóa thạch của một sinh vật tên là Dickinsonia cho thấy nó đã có thể di chuyển dưới đáy biển và ăn hết các lớp vi khuẩn.
cũng chính do sự tiến hóa của các sinh vật đa bào này đã làm thay đổi mạnh mẽ môi trường sống của trái đất, gây ra cuộc tuyệt chủng đầu tiên của trái đất, sự tuyệt chủng Ediacara. Sự tuyệt chủng Ediacara diễn ra vào khoảng 541 triệu năm trước, đánh dấu kết thúc của kỷ Ediacara và bắt đầu cho kỷ Cambri. Sự thay đổi môi trường như việc gia tăng lượng oxy trong không khí và nước đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các nhóm động vật mới trong thời kỳ Cambri và đồng thời tạo ra một môi trường mới áp đặt lên những sinh vật Ediacara, khiến chúng không thích nghi được và khoảng 80% động vật thời kỳ này bị tuyệt chủng. Đồng thời, mở ra một kỷ nguyên mới cho các động vật phức tạp hơn. Chúng bắt đầu sinh sôi và tiến hóa để tạo ra thế giới ngày nay. Và đó là phần đầu của video nói về các thời kỳ của trái đất cổ xưa, giải thích thế nào là giai đoạn tiền Cambri, nói về những dạng sống đầu tiên của trái đất và vì sao chúng lại bị xóa sổ khỏi địa cầu. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. See ya! Sau hơn 4 tỷ năm đầu tiên, trái đất đã trải qua 3 liên đại, đã có những sự sống đầu tiên, nhưng thế là quá ít, cũng chưa đáng kể là bao. Hành tinh sẽ luôn thay đổi và vì thế, sự sống cũng sẽ thay đổi theo cách này hoặc cách khác. Với sự kết thúc của liên đại nguyên sinh là bằng việc xuất hiện những sinh vật cấp cao hơn trước đó. Nó đã mở ra một liên đại mới, một liên đại của sự sống, liên đại hiển sinh. Để đánh dấu cho sự bắt đầu của liên đại mà chúng ta đang sinh sống, một vụ nổ đã xảy ra, sự bùng nổ, sự sống, kỷ Cambri. Xin chào các hành khách đã quay trở lại với máy thời gian, tôi là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi xuôi dòng từ quá khứ cho đến hiện tại, khám phá các thời kỳ của trái đất thông qua video kỷ Ordovic. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Sự bùng nổ sự sống Cambri. Sự bùng nổ kỷ Cambri là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa động vật. Sự kiện này xảy ra vào khoảng 541 triệu năm trước và kéo dài trong vòng khoảng 20 đến 25 triệu năm. Trong thời gian này, số lượng và đa dạng của các loài động vật tăng lên một cách đột ngột và nhiều nhóm các loài có cùng đặc điểm cơ bản và nhiều sinh vật thời nay đã xuất hiện từ sự bùng nổ sự sống này. Trước sự bùng nổ Cambri, phần lớn sinh vật sống trên trái đất là đơn bào hoặc đa bào rất đơn giản. Còn sau sự bùng nổ này, hầu hết các dạng cơ thể phức tạp đã hiện hữu, từ động vật có xương sống cho đến động vật không xương sống như động vật chân khớp và động vật nguyên sinh. Nguyên nhân của sự bùng nổ này là do sự thay đổi trong môi trường, như việc tăng oxy trong đại dương và khí quyển, sự xuất hiện của các loài mới trong quá trình tiến hóa, như phát triển các gen để kiểm soát phát triển, hoặc sự xuất hiện của các quan hệ thức ăn mới khiến cho áp lực tiến hóa tăng lên. Dù nguyên nhân nào đi nữa, sự bùng nổ số lượng loài thuộc kỷ Cambri vẫn là một trong những điểm quay mạch lớn của sự phát triển sinh học và đã định hình sự đa dạng của cuộc sống trên trái đất trong hàng triệu năm về sau. Điều kiện tự nhiên. Khác với ba liên đại đầu tiên, ở liên đại Phanerozoic hay liên đại hiển sinh thì các đại và kỷ được phân chia với mức độ dày đặc hơn nhiều. Nguyên nhân dẫn tới điều này là do sự thay đổi môi trường sống đột ngột và liên tục của trái đất xảy ra nhiều hơn, đã gây ra các cuộc tuyệt chủng lớn chưa từng thấy trước đó. Khởi đầu cho liên đại hiển sinh là sự bùng nổ sự sống kỷ Cambri. Sự bùng nổ này đã bị chấm dứt một đợt tuyệt chủng nhỏ, đánh dấu cho sự kết thúc của kỷ Cambri vào năm 485 triệu năm trước đó, mở ra một thời kỳ mới, kỷ Ordovic. Kỷ Ordovic được đặt tên theo tên của một bộ lạc người đã từng sinh sống tại vùng đất thuộc xứ Wales ngày nay, có tên gọi là Ordovic. Nó được Charles Lockwood đưa ra năm 1879 để giải quyết các tranh chấp giữa những người theo trường phái của Adam Sedgwick với những người theo trường phái của Roderick Murchison. Hai người này đã xếp đặt cùng các tầng đá ở miền Bắc Wales vào các kỷ Cambri và Silur. Lockwood nhận ra rằng các hóa thạch động vật trong các địa tầng đang tranh cãi khi đó là khác hẳn với các hóa thạch tại các địa tầng thuộc kỷ Cambri cũng như thuộc kỷ Silur, và ông cho rằng
chúng phải được xếp đặt lại trong một kỷ riêng dành cho chính chúng. Đại địa chất đầu tiên trong liên đại hiện sinh là đại cổ sinh Paleozoic, kéo dài từ đầu kỷ Camry đến cuối kỷ Permi. Đặc trưng của đại cổ sinh là việc mực nước biển của trái đất rất cao. Trong phần lớn đại địa chất này, hầu hết các lục địa đều nằm dưới mực nước biển, do đó thường xuyên bị ngập lụt. Lúc bấy giờ, phần lớn lục địa Bắc Mỹ đều bị phủ kín bởi nước. Nhờ vậy, nhiều hóa thạch giai đoạn tiền Cambri đã được các lớp đất ngập nước này bảo quản tốt cho đến ngày nay. Trong kỷ Ordovic, các biến động của mảng kiến tạo khiến các lục địa hợp nhất thành siêu lục địa, được biết đến với cái tên Gondwana. Siêu lục địa này được hình thành từ lục địa châu Phi, Nam Mỹ, Úc và Nam Cực. Sau khi hợp nhất thành một khối lục địa duy nhất, siêu lục địa mới này dần dần trôi về phía Nam trong suốt kỷ Ordovic cho đến khi đạt đến cực Nam. Cùng thời điểm đó, phần lục địa về sau trở thành Bắc Mỹ cũng bắt đầu hình thành và kết hợp với các mảnh đất khác để tạo nên lục địa Laurentia. Lục địa này nằm ở xích đạo và phân tách khỏi Gondwana bởi một đại dương nhỏ tên là Iapetec. Ban đầu, khí hậu biến đổi giữa các giai đoạn có điều kiện ấm và thời kỳ lạnh định kỳ. Nhiệt độ không khí trung bình tại xích đạo lúc này là khoảng 48 độ C, nhiệt độ biển là 45 độ C. Hàm lượng cao khí carbon dioxide vào thời điểm đó có thể là nguyên nhân khiến nhiệt độ cao đến vậy. Điều này có thể đã gây ra sự chậm trễ cho sự phát triển về mặt đa dạng hóa sinh vật vào đầu kỷ Ordovic. Tuy nhiên, nhờ các lục địa lúc này tập trung nhiều ở phía Nam, đã hình thành nên những mảng băng khổng lồ. Điều này đã giúp cho nhiệt độ của hành tinh giảm đáng kể. Động thực vật. Trong thời kỳ Ordovic, đa số sự sống tồn tại là các loài vật sống ở dưới nước, chủ yếu là trong môi trường biển. Dù không phong phú như trong sự bùng nổ Cambrian, cuộc sống biển trong thời kỳ Ordovic vẫn tăng gấp 4 lần. Các sinh vật sống trong thời kỳ này bao gồm ngành tay quận Rachioboda, san hô, động vật hình rêu Bryozoa, ngành chân bụng Gastropoda và thực vật không mạch như rêu cũng bắt đầu xuất hiện. Các loài mực ống là động vật ăn thịt chủ yếu trong thời kỳ này. Họ hàng hiện tại của chúng là mực và bạch tuộc. Một trong số những loài phổ biến nhất là Orthocerat, một sinh vật kỳ lạ với đôi chân mọc ra từ đầu của nó. Có cả các loài tay cuộn, Rachioboda, có vỏ đối xứng hai bên. Các loài không xương sống khác sống trong vùng nước kỷ Ordovic, bao gồm các loại bọt biển, san hô và những loài cá đầu tiên. Các loài cá sống trong thời kỳ này nhỏ và không có hàm, được gọi là Agnatha, tức cá không hàm. Chúng ăn các chất hữu cơ trên đáy biển bằng cách hút và lọc. Chúng có các vỏ bảo vệ nhỏ trên phần trước của cơ thể mình. Một ví dụ về loài cá trong thời kỳ Ordovic là cá bọc giáp Ostracodon. Các hậu duệ của loài cá này có vỏ và tồn tại đến ngày nay là cá mút đá và cá mù. Ngành da gai Echinodon đạt đến độ đa dạng cao nhất của mình. Chúng tồn tại tới tận 20 lớp trong kỷ Ordovic. Huệ biển Rhinoid là loài phổ biến nhất trong thời kỳ này. Chúng trông giống như các loại thực vật có râu và bám vào đáy đại dương bằng cánh của mình, trong khi xúc tu của chúng nổi lênh bềnh trong mặt nước. Còn sự sống trên cạn trong kỷ Ordovic chủ yếu tập trung ở các loài thực vật không có mạch như rêu và dương xỉ, với đặc điểm chung là thiếu hệ thống mạch vận chuyển nước và chất dinh dưỡng. Điều này có thể coi là sự thử nghiệm đầu tiên trong việc tiến hóa của thực vật trên cạn, một bước đi tích cực mặc dù chưa đầy đủ. Đáng chú ý là sự hiện diện của các loại vi tảo xanh và nấm. Các dạng sống đơn giản này đã tạo nên lớp phủ địa y đầu tiên trên mặt đất. Những đồng minh tự nhiên này có thể coi là những kiến trúc sư đầu tiên của sự sống trên cạn, đặt nền móng cho sự đa dạng sinh học và phức tạp hóa của các kỷ sau. Dù các dạng sống trên cạn này có vẻ khiêm tốn so với sự phong phú và đa dạng của các hệ thống sinh thái hiện tại, chúng đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự sống trên cạn, một kỷ nguyên nơi các loài thực vật và động vật bắt đầu chiếm lĩnh và thích nghi với môi trường mới mẻ và khắc nghiệt này. Vì vậy, kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu một thời kỳ tiến hóa đáng nể dưới nước, mà còn là giai đoạn đặt nền tảng cho sự phát triển và đa dạng hóa của sự tiến bộ hơn mà ở dưới nước không thể vươn tới được. Siêu tuyệt chủng Ordovic và Silur. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Ordovic và đầu kỷ Silur là một sự kiện quan trọng trong lịch sử địa chất, diễn ra từ khoảng 445,2 triệu đến 440,8 triệu năm trước. Sự kiện này đã tiêu diệt ước tính 85% các loài sống trong kỷ Ordovic.
về mức độ nghiêm trọng theo tỷ lệ các họ động vật sống trong môi trường nước bị ảnh hưởng. Cuộc tuyệt chủng này xếp thứ hai, chỉ sau cuộc tuyệt chủng giữa kỷ Permi và kỷ Trias khoảng 251 triệu năm trước. Và vì thế, cuộc tuyệt chủng này còn nghiêm trọng gần gấp đôi so với sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phần Trắng diễn ra vào khoảng 66 triệu năm trước, một cuộc tuyệt chủng nổi tiếng vì đã chấm dứt sự tồn tại của các loài khủng long. Một trong những nguyên nhân chính được cho là sự di chuyển của lục địa Gondwana đến phía cực nam của trái đất. Sự di chuyển này đã tạo ra các tảng băng lớn, dẫn đến sự giảm mực nước biển và thay đổi các dòng hải lưu. Hậu quả của việc này là việc tiêu diệt các môi trường sống đặc trưng và đa dạng như các biển nội lục địa, làm giảm sự phong phú của các loài sống trong đó. Ngoài ra, việc làm giảm lượng khí CO2 trong không khí do sự xói mòn của các loại đá silicat có thể đã gây ra sự làm lạnh toàn cầu. Việc này cũng có thể đóng góp vào cuộc tuyệt chủng bằng cách làm thay đổi thành phần nước và môi trường sống. Khi trái đất trở nên lạnh đi, sẽ gây ra việc giảm mực nước biển, khiến các biển lớn nằm trên các lục địa sẽ bị cạn đi. Băng hóa đã giam giữ nước khỏi các đại dương, nhưng các giai đoạn giữa các kỷ băng hà lại làm tan băng. Điều này trở thành một chu kỳ làm cho mực nước biển giảm xuống, rồi lên, lặp lại theo thời gian. Các biển nông, rộng lớn và cận lục địa trong kỷ Ordovic bị rút xuống và làm chết nhiều loài. Sau đó nó lại trở lại và mang theo các quần thể sinh vật đó, nhưng ít đa dạng hơn. Sau đó lại rút xuống một lần nữa với nhịp mới khi băng hà đến, rồi giết chết các loài vật đó và mất sự đa dạng sinh học. Và đó là câu chuyện về quá trình hình thành và kết thúc kỷ Ordovic. Trải qua hàng triệu năm với những thay đổi địa chất và sinh học đáng kinh ngạc, kỷ Ordovic không chỉ đánh dấu sự xuất hiện và phát triển của nhiều nhóm sinh vật quan trọng, mà còn là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tuyệt chủng và sự phục hồi của hệ sinh thái. Nó giống như một cầu nối giữa quá khứ hoang sơ và tương lai đầy hứa hẹn của trái đất, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới cho các động vật cao cấp hơn, ngành động vật có xương sống. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Trong một bài báo vào năm 2018 được đăng trên tạp chí Sinh học Vũ trụ Quốc tế, trong đó các tác giả đã thảo luận một giả thuyết nói về việc có thể đã có các nền văn minh công nghiệp cổ đại từng tồn tại trên trái đất trước cả con người từ rất lâu về trước. Các nhà thiên văn học đã tưởng tượng ra một nền văn minh tiên tiến trước khi con người xuất hiện và suy nghĩ liệu có thể phát hiện ra một nền văn minh công nghiệp trong hồ sơ địa chất. Và họ gọi đó là giả thuyết Silurian, dựa trên người Silurian, là chủng người bò sát xuất hiện trong series phim nổi tiếng Doctor Who. Nhưng khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ không nói về người Silurian hay phim Doctor Who trong video này. Chào mừng các hành khách đã quay trở lại với máy thời gian, tôi là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua các thời kỳ của trái đất. Ngày hôm nay sẽ là kỷ Silurian hay kỷ Silur. Kênh Máy Thời Gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn muốn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ của Máy Thời Gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều! Khảo cổ học, hệ thống địa tầng của kỷ Silur đã được định danh bởi nhà địa chất người Scotland Roderick Murchison khi ông nghiên cứu các tầng đá trầm tích chứa hóa thạch ở miền Nam Wales vào đầu những năm 1830. Cảm hứng tên gọi của kỷ này là dựa theo một bộ lạc người Keo cổ xưa ở Wales, người Silur. Việc đặt tên này là nghe lời khuyên từ bạn ông là Adam Sedgwick, người trước đó đã đặt tên cho kỷ Cambri. Tuy nhiên, sự khám phá này nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong giới khoa học khi người ta phát hiện ra rằng kỷ Silur mà Murchison xác định lại chồng chéo với kỷ Cambri mà Sedgwick đã nghiên cứu. Điều này không chỉ gây ra những tranh cãi sôi nổi giữa hai nhà khoa học, mà còn đẩy mối tình bạn giữa họ vào tình trạng căng thẳng khi cả hai không xác định được những tầng đá giữa kỷ Cambri và kỷ Silur sẽ thuộc vào kỷ nào. Cứu cánh cho vấn đề này chính là công trình của Charlie Lockwood, một nhà địa chất học người Anh. Ông đã đề xuất một giải pháp là những tầng đá mà hai nhà khoa học trước đó đang tranh chấp sẽ được xác định thành một hệ địa tầng hoàn toàn mới, gọi là kỷ Ordovic. Kết quả là không chỉ giải quyết được mâu thuẫn giữa Murchison và Sedgwick, mà còn đặt nền móng cho hệ thống phân loại địa tầng hiện đại mà chúng ta biết đến ngày nay. Kể từ đó, những hiểu biết về kỷ Cambri
và Kỷ Xì Lua nằm cạnh nhau không còn nữa. Điều kiện tự nhiên, Kỷ Xì Lua là kỷ thứ 3 của Đại Cổ Sinh, bắt đầu sau khi kỷ Ordovic kết thúc cách đây khoảng 443 triệu 800 nghìn năm và kết thúc vào khoảng 419 triệu 200 nghìn năm. Trong phần lớn kỷ Xì Lua, trái đất lúc này được đại dương Pantalassa rộng lớn bao phủ khắp các khu vực gần cực Bắc, còn siêu lục địa Gondwana kéo dài khắp Nam Bán Cầu và ở quanh Xích Đạo là một chuỗi 6 tiểu lục địa. Những tiểu lục địa này bao gồm Bắc Mỹ, Na Uy, Đông Âu, Siberia, một phần Kazakhstan và Trung Quốc ngày nay. Vào kỷ Xì Lua, các lục địa có độ cao thấp kết hợp với mực nước biển toàn cầu cao hơn nhiều so với hiện tại đã khiến cho các khu vực lục địa rộng lớn bị ngập dưới mực nước biển từ nông vài mét cho đến độ hơn 100 mét. Trong kỷ Xì Lua, không xảy ra hoạt động núi lửa nào đáng chú ý. Thay vào đó, giai đoạn này chứng kiến những quá trình hình thành các núi lớn tại Bắc Mỹ và châu Âu, dẫn đến sự ra đời của các dãy núi ở những khu vực đó. Sự kiện địa chất này được gọi là kiến tạo sơn, Caledonia, sự va chạm của ba lục địa nhỏ trong kỷ Xì Lua, tạo nên các ngọn đồi và dãy núi mà chúng ta thấy ở Bắc Âu, quần đảo Anh và Bắc Mỹ ngày nay. Vào kỷ Ordovic, những khối băng khổng lồ được hình thành do nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Ngược lại, thì kỷ Xì Lua lại có nhiệt độ ấm dần cho đến kỷ Devon. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn khá cao, cụ thể của biển là hơn 43 độ C và không khí là hơn 48 độ C. Điều này đã gây ra sự kết thúc thời kỳ băng hà cực đoan của kỷ Ordovic. Các tảng băng khổng lồ hình thành trong giai đoạn này bắt đầu tan chảy. Vì lý do này mà mực nước của các biển lớn bắt đầu dâng đáng kể. Việc mực nước biển tăng đã tạo điều kiện phát triển cho hệ sinh thái dưới nước, tạo ra sự hình thành của những môi trường sống biển mới và phồn thịnh hơn các kỷ trước. Có thể thấy, toàn bộ hành tinh được chia thành hai nửa rõ rệt và nửa trên là một đại dương rộng lớn bao phủ phần Bắc Bán Cầu và nửa dưới là một khu vực các lục địa ở Nam Bán Cầu. Chính vì thế, vị trí của các lục địa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến khí hậu của kỷ Xì Lua. Trái đất sau đó rơi vào một giai đoạn nóng lên với nồng độ CO2 kéo dài suốt kỷ Xì Lua. Các tảng băng tan dần và chỉ ở cực nam của hành tinh mới có băng. Đến giữa kỷ Xì Lua, chúng gần như biến mất hoàn toàn. Các loài mới, do mực nước biển toàn cầu dâng lên do băng tan, cho nên thay vì diễn ra trên mặt đất, thì hầu hết các sự tiến hóa đều diễn ra dưới nước. Dù các sinh vật trên mặt đất phát triển không bằng ở dưới nước, các sinh vật trên lục địa vẫn đạt được những dấu ấn to lớn, như việc những khu rừng đầu tiên trên trái đất đã bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng được tạo nên từ các loài dương xỉ. Chúng hình thành dọc theo những dòng suối và hồ nước thưa thớt của thời kỳ này. Địa y là những thực vật quang hợp đầu tiên mọc trên bờ biển trải đầy đá của kỷ Xì Lua. Theo thời gian, từ những loài rêu đơn giản đã có từ kỷ Ordovic thì các loại thực vật không mạch mới như rêu sừng và rêu tản cũng bắt đầu xuất hiện. Kỷ Xì Lua cũng đánh dấu cho sự xuất hiện đầu tiên của các thực vật có mạch trên cạn như Cooksonia và các chi Paracuanatia thuộc ngành thạch tùng. Những thực vật kỷ này tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng chúng lại sở hữu hệ thống vận chuyển nước và chất dinh dưỡng rất phát triển. Chính những thực vật có mạch này là nền tảng cho sự phát triển của các thực vật bậc cao ngày nay. Từ những khu rừng nguyên sơ và nhỏ bé này, rồi sẽ mở đường cho sự tiến hóa của sự sống trên cạn về sau. Động vật. Chính vì khí hậu thay đổi, nên các tầng đá kỷ Xì Lua có được một bộ sưu tập hóa thạch lục địa đầy thú vị hơn nhiều các kỷ trước. Dù các nhà khoa học đã tìm thấy các hóa thạch về các động vật trên cạn từ kỷ Ordovic từ trước đó, nhưng chúng lại không được nguyên vẹn và đầy đủ như các hóa thạch thuộc kỷ Xì Lua. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra bằng chứng hóa thạch trực tiếp của các loài giun và bọ cạp đầu tiên sống trên cạn vào kỷ Xì Lua. Thêm vào đó, các loài côn trùng lục địa nguyên thủy cũng đã xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng sẽ là những ngọn cờ tiên phong cho một cuộc cách mạng trong hàng triệu năm sau, khi nhiều động vật đã tìm cách rời khỏi đại dương và sinh tồn trên cạn. Biển Silurian là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sinh học. Một số loài từ Ordovic vẫn tiến hóa đáng kể và gia tăng về số lượng trong giai đoạn này. Đặc biệt nhất về sự tiến hóa trong giai đoạn này là sự xuất hiện của các loài cá có hàm như các loài cá không giáp, Burkonia và loài cá xương, Enriolepis. Đây là một bước tiến quan trọng cho loài động vật có xương sống. Các loài cá cổ đại của kỷ Xì Lua
có thể truy đuổi con mồi và tự vệ trước kẻ thù do sự phát triển của bộ hàm và răng. Cuộc cạnh tranh này đã trở thành động lực chính trong sự tiến hóa của các loài động vật có xương sống sau này. Khi các loài săn mồi tiến hóa, thì con mồi của chúng cũng sẽ phát triển một loạt các biện pháp tự vệ để sinh tồn. Hơn nữa, loài Saurolepis, loài cá vây thủy đầu tiên từng được phát hiện, sống trong kỷ Silur và được coi là tổ tiên của các loài động vật di chuyển bằng bốn chân Tetrapod sau này. Đặc biệt, hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Vân Nam, Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam ngày nay. Dù Việt Nam vẫn chưa tìm được hóa thạch khủng long nào, nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào rằng đã tìm được hóa thạch cụ tổ của các loài trên cạn, kể cả khủng long. Kết thúc kỷ Silur, việc nước biển ấm dần sau một thời kỳ băng hà kéo dài ở kỷ Ordovic thì cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silur được xem là một cuộc tuyệt chủng bảng lề, khi nó chỉ chấm dứt những sinh vật nhỏ không quen với môi trường ấm, chủ yếu là các động vật tay cuộn và các loài san hô cổ, mở ra một thời kỳ cho các động thực vật lớn phát triển. Từ cuộc tuyệt chủng này sẽ tạo điều kiện để trái đất xảy ra một vụ nổ sự sống tương tự như vụ nổ kỷ Cambri, sự bùng nổ thực vật kỷ Devon hay còn được gọi là cuộc cách mạng toàn cầu kỷ Silur Devon. Và đó là câu chuyện về kỷ Silur, một thời kỳ êm dịu và tạo bản lề để một mùa xuân mới đến với trái đất. À, còn mấy người được gọi là Silurian trong Doctor Who là do người tìm ra họ không xem video các kỷ của máy thời gian cho nên đã bị nhầm lẫn các thời kỳ. Đáng lẽ nên gọi họ là Jurian hay Resian mới phải. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Trước tiên, cảm ơn các bạn Phát Nguyễn, Mayhem 206-00828, Hiên Ninh, Hoài đã là hành khách của chuyến tàu thời gian trong suốt 9 tháng qua. Trải qua hàng tỷ năm, trái đất đã bắt đầu có những sự sống đầu tiên trên cạn. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silur đã tạo điều kiện cho các loài lớn có thể tiến hóa thành các dạng sống bậc cao hơn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, tiếp nối chặng đường dở dang sau kỷ Silur trong Đại Cổ Sinh. Mình sẽ đưa các bạn đến với kỷ Devon, buổi bình minh của các động vật di chuyển bằng tứ chi, hay còn được gọi là động vật bốn chân. Điều kiện tự nhiên, kỷ Devon là kỷ thứ tư trong Đại Cổ Sinh. Thời kỳ này bắt đầu từ khoảng 419 triệu năm trước và kết thúc cách đây 358,9 triệu năm. Kỷ Devon đánh dấu sự bùng nổ của sự sống trên cạn, của cả thực vật lẫn động vật. Những thay đổi lớn về khí hậu và địa lý cũng xảy ra trong thời gian này. Các nhà khoa học tìm thấy rất ít hoặc không có bằng chứng nào về các chòm băng ở vùng cực từ kỷ Devon, không có sự khác biệt đáng kể về nhiệt độ ở xích đạo và vùng cực. Sự phân bố rộng rãi của các bể khoáng chất bay hơi ở Bắc Bán Cầu, độ phong phú của các mỏ than ở một số nơi trên thế giới, các sa mạc rộng khắp và các san hô carbonat. Nhiều mỏ muối kỷ Devon có tốc độ bốc hơi cao là những bằng chứng cho thấy nhiệt độ của kỷ Devon cao hơn các kỷ trước. Bằng cách nghiên cứu hóa thạch của các dạng san hô, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng kỷ Devon có tuổi thọ rất dài, trái đất mất 420 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời thay vì 365 ngày như hiện nay. Thế giới kỷ Devon bao gồm nhiều lục địa và đại dương với nhiều kích cỡ khác nhau. Lục địa lớn nhất là Gondwana, nằm hoàn toàn ở Nam Bán Cầu. Nó gồm Nam Phi, Châu Phi, Úc, Nam Cực và Ấn Độ ngày nay. Lục địa lớn thứ hai là Laurasia, nằm ở phía tây bắc Gondwana và tương ứng với phần lớn Bắc Mỹ và châu Âu ngày nay. Nhiều lục địa, tiểu lục địa và địa khu nhỏ hơn khác nằm ở phía đông Laurasia và phía bắc Gondwana, tương ứng với các khu vực của châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc. Thời kỳ này có hoạt động kiến tạo lớn, nên vì thế mà các lục địa lớn như Laurasia và Gondwana xích lại gần nhau hơn. Mực nước biển toàn cầu cao và phần lớn đất liền nằm dưới vùng biển nông, nơi mà môi trường sống của các sinh vật dạng san hô nhiệt đới. Đại dương thế giới Panthalassa chiếm phần lớn diện tích Bắc Bán Cầu và phần phía đông Gondwana. Các đại dương nhỏ khác là đại dương cổ Tethys và đại dương Re'ik thì nằm xen kẽ giữa các lục địa. Với nhiệt độ và môi trường perfect như vậy, rất nhiều loài cá, cả ở biển và ở nước ngọt cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Vì thế, kỷ Devon còn được gọi là thời đại của các loài cá. Thời đại của cá.
mức nước biển ở kỷ Devon nhìn chung rất cao. Các quần thể động vật biển tiếp tục bị chi phối bởi các loài cũ như bọt biển Bryozoa, động vật tay cuộn, các loài ốc sên nhỏ và đặc biệt đây cũng là thời đại của san hô. Trong số các loài động vật có xương sống, loài cá giáp không hàm Ostracodem suy giảm đa dạng, trong khi đó loài cá có hàm Nostotum lại gia tăng ở biển và các vùng nước ngọt. Cá da phiến bọc thép xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu của kỷ Devon và bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Devon do sự cạnh tranh thức ăn với các loài cá khác. Các loài cá sụn đầu tiên, Contrachthys, cũng trở nên đa dạng và đóng một vai trò lớn trong vùng biển kỷ Devon. Chi cá sụn đầu tiên là Cladophis xuất hiện mọi đại dương trong kỷ này. Sự đa dạng lớn của các loài cá vào thời điểm đó đã khiến kỷ Devon được đặt cho cái tên thời đại của cá trong văn hóa đại chúng. Trong khi đó, ở trên cạn lúc này, cuộc sống đã diễn ra tốt đẹp trong quá trình thuộc địa hóa lục địa. Các khu vực rêu, thảm vi khuẩn và tảo của kỷ Silur đã được kết hợp sớm với các loài thực vật có rễ nguyên thủy, tạo nên ngôi nhà chung của các loài động vật chân đốt như ve, bọ cạp, bọ Trigonobit và nhiều loài chân khớp. Cuối kỷ Devon đã chứng kiến sự xuất hiện của rừng rậm với các loài thực vật nhỏ ban đầu như thông đất, thạch tùng, Lycopodiophyta, cỏ tháp bút, Sepnophyta, dương xỉ và tiền hạt trần cũng dần tiến hóa. Đa số trong số chúng đã phát triển rễ và lá đúng nghĩa, và một số loài thậm chí có thân đạt đến chiều cao ấn tượng. Nhóm tổ tiên của dương xỉ Archaeopteryx với thân giống cây thần gỗ đã trở nên to lớn, giống như một loại cây gỗ thực sự, đánh dấu những dấu hiệu đầu tiên của thực vật thần gỗ trên trái đất. Đến cuối kỷ này, những thực vật có hạt cũng bắt đầu xuất hiện. Tetrabot. Cùng với sự phát triển đồng bộ cả trên cạn lẫn dưới nước, phép màu đã xảy ra trong kỷ Devon, khi các loài động vật bốn chân đầu tiên xuất hiện và bắt đầu di chuyển từ dưới nước lên cạn. Môi trường nước nông đã trở thành động lực chính, giúp thúc đẩy sự tiến hóa của các loài sinh vật. Đặc biệt, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài cá bắt đầu khám phá và thích nghi với môi trường trên bờ. Sự thay đổi về môi trường này, cùng với các yếu tố tiến hóa khác, đã giúp cho việc xuất hiện và phát triển của các loài tetrapod, những loài động vật có bốn chân đầu tiên. Những tetrapod này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử tiến hóa của cuộc sống trên cạn, mà còn mở ra một trường mới trong lịch sử sinh học của trái đất, khi các sinh vật từ môi trường nước dần chuyển hóa và thích nghi với cuộc sống trên lục địa. Các động vật tiêu biểu cho các loài tetrapod bốn chân này gồm có: thứ nhất là Tiktaalik, thường được coi là một hình thái chuyển tiếp giữa cá và lưỡng cư. Tên Tiktaalik có nguồn gốc từ một từ trong ngôn ngữ của người Inuit, nghĩa là cá lớn nước ngọt. Với cả vây và chân, Tiktaalik kết hợp các đặc điểm của cả cá và tetrapod đất liền. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là cổ linh hoạt của nó, cho phép nó nâng đầu, một khả năng không thường thấy ở các loài cá. Ngoài ra, nó có hệ thống xương nâng đỡ vùng ngực, cho thấy khả năng di chuyển trên bề mặt đất. Tiktaalik là một cầu nối giữa hai giai đoạn tiến hóa lớn, giai đoạn mà các sinh vật chuyển từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn. Thứ hai là Ichthyotega, một trong những hóa thạch lưỡng cư đầu tiên được biết đến, nằm ẩn trong các lớp trầm tích của Greenland từ cuối kỷ Devon, khoảng 363 triệu năm trước, với xương sọ to và rắn chắc kết hợp giữa đặc điểm của cá và lưỡng cư. Dù có bốn chân gần như là hoàn chỉnh của một tetrapod trên cạn hiện đại, nhưng chúng vẫn giữ lại một số đặc điểm của bộ vây của cá. Đuôi của nó, vẻ ngoại hình giống như vây cá, không chỉ phản ánh nguồn gốc nước của mình mà còn giúp trong việc bơi lội. Xương sống chắc chắn của nó cho thấy sự thích nghi với cuộc sống trên cạn, trong khi việc giữ lại mang giống như cá chỉ ra rằng nó vẫn có khả năng lấy oxy từ cả không khí và nước. Từ những sinh vật bốn chân đầu tiên này và những thay đổi về mực nước biển, trọng tâm của sự sống giờ đây bắt đầu chuyển mình từ những dạng sống dưới nước sang những động vật có xương sống di chuyển trên cạn. Và đó là những đặc điểm nổi bật của kỷ Devon. Trong tập sau, chúng ta sẽ đến với kỷ còn lại của đại cổ sinh Paleozoic, kỷ than đá. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Khi nói về sự phát triển của nền văn minh nhân loại,
không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của than đá. Từ việc cung cấp năng lượng cho các lĩnh vực công nghiệp, cho đến việc làm thành tác nhân không nhỏ trong sự tạo ra những nguồn khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường. Nhưng có bao giờ bạn đã từng tự hỏi rằng than đá, tài nguyên quý báu này có nguồn gốc từ đâu và chúng được hình thành từ khi nào? Chào mừng các ai đó đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻ. Tránh xa khỏi làn khói nhà kính, chúng ta hãy cùng đến với thời đại của than đá và lưỡng cư để biết than đá hình thành như thế nào, gà và trứng, vật nào có trước. Chào mừng các bạn đã đến với Kỷ Than Đá. Kỷ Than Đá. Kỷ Than Đá, hay còn được gọi là Kỷ Carbon, là kỷ thứ 5 trong đại cổ sinh. Kỷ Than Đá xuất hiện từ 358,9 triệu năm và kết thúc vào cách đây 298,9 triệu năm. Tức nó kéo dài khoảng 60 triệu năm, biến kỷ than đá trở thành kỷ kéo dài nhất trong đại cổ sinh và dài thứ hai trong liên đại hiển sinh, đứng dưới mỗi kỷ phấn trắng dài 79 triệu năm. Kỷ than đá nổi tiếng với việc được chia thành hai phân kỷ nhỏ hơn, hay còn được gọi là hai thế. Nửa đầu của kỷ than đá là thế Mississippi, bắt đầu cách đây khoảng 358 triệu 900 nghìn năm, kéo dài cho đến 323 triệu 200 nghìn năm trước. Còn nửa sau là thế Pennsylvania, kéo dài từ khi kết thúc thế Mississippi cho đến 298 triệu 900 nghìn năm trước. Vào nửa đầu kỷ than đá, tức thế Mississippi, Bắc Mỹ và châu Âu kết hợp lại, tạo thành lục địa Laurasia cùng với Siberia và Trung Quốc, tất cả nằm ở Bắc Bán Cầu. Còn ở Nam Bán Cầu là siêu lục địa Gondwana, bao gồm châu Phi, Nam Cực, Úc và Ấn Độ. Trong thời gian này, biển Tethys tách lục địa Laurasia hoàn toàn ra khỏi Gondwana. Vào cuối kỷ than đá, sự di chuyển của các mảng lục địa đã đưa Laurasia sát lại gần Gondwana, khiến cho biển Tethys trở thành một biển nội địa khép kín. Tên gọi Carboniferous của kỷ này liên quan đến các tầng đá chứa than đá phân bố trên khắp thế giới. Vậy, vì sao kỷ than đá lại có tên là than đá? Thực vật. Thế giới thực vật trong kỷ than đá được thống trị bởi các loài thực vật có mạch trên cạn, từ những cây bụi nhỏ bé đến các cây cao hơn 30 mét. Nhóm quan trọng nhất bao gồm các loài thông đất, cỏ tháp bút, các cây có đét có họ hàng với thông, dương xỉ và các họ hàng của chúng. Nếu một cây hay cỏ nào đó chết ngày nay, khả năng cao là nó sẽ mục nát trước khi hoàn toàn bị chôn vùi. Nhưng vào kỷ than đá và kỷ Permi, các loài thực vật trên đã hình thành than đá sau hàng triệu năm chịu áp lực. Lý do chính là lignin. Lignin là chất carbon hydrate mang lại tính linh hoạt và sức mạnh cho cây cỏ. Nó cho phép cây cỏ phát triển lên hàng chục mét mà không bị đổ gãy. Nhưng điều đặc biệt về lignin là vào thời điểm đó, không có hữu cơ sinh học nào có thể ăn nó. Mặc dù lignin tất nhiên có thể cháy, nhưng nó sẽ không thể phân hủy bởi nấm mốc, vi khuẩn hoặc côn trùng. Nói cách khác, vào thời gian này, khi một cây chết và bị gãy, nó sẽ không mục nát. Các cây khi chết đi, thân của chúng vẫn được bảo toàn gần như là nguyên vẹn, là vì lúc này đất chủ yếu là bị ngập trong nước. Chính vì thế, nếu các cây chết đi và ngã xuống, thì sẽ được bùn lầy che phủ. Qua hàng triệu năm, lớp bùn ấy ngày càng dày, tạo ra một áp lực rất lớn với các thực vật bị đè bên dưới. Áp lực và nhiệt độ tăng dần, từ sự chôn lấp dần dần chuyển đổi cellulose và lignin thành hydrocarbon, carbon và metan. Quá trình này được gọi là carbon hóa hay sự than hóa. Vì thế mà khoảng 90% than đá ngày nay có nguồn gốc từ kỷ carbon. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao kỷ này có tên là kỷ than đá chưa nào? Lưỡng cư. Kỷ than đá là thời kỳ phát triển đỉnh điểm của lớp động vật lưỡng cư, các siêu lớp động vật bốn chân, tetrapod. Từ khi lên bờ đã tiến hóa và phân chia thành nhiều nhánh khác nhau. Đầu tiên là các loài tetrapod giống cá, hay còn được gọi là thủy tổ tetrapod. Chúng là những động vật bốn chân đầu tiên như Ichthyostega. Dù đã lên đất liền, nhưng vẫn giữ lại nhiều đặc điểm giống cá như vây và mang. Thứ hai là lưỡng cư, amphibia. Động vật lưỡng cư phải trải qua quá trình biến thái, từ ấu trùng sống dưới nước
tới dạng trưởng thành có phổi để hít thở. Mặc dù vài loài đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau để bảo vệ hoặc bỏ qua giai đoạn ấu trùng ở trong nước dễ gặp nguy hiểm, da được dùng như cơ quan hô hấp phụ, một số loài kỳ rông và ếch thiếu phổi phụ thuộc hoàn toàn vào da. Các đại diện nổi bật của lưỡng cư thời gian này là những loài thuộc phần lớp răng cung Labyrinthodontia, như các thành viên của bộ Embolomeri và các thành viên của họ Eriopoidae. Những loài này có hộp sọ lớn, thân nhỏ và khoảng cách giữa hai chân rộng. Chúng có nguồn gốc từ loài cá Rhosopterygian đã xuất hiện từ kỷ Devon trong môi trường nước ngọt. Vì đã duy trì sự gần gũi với nước, cho nên chúng ưa thích các rừng ngập mặn rộng lớn vào thời điểm đó. Hiện tại, không có loài nào thuộc các họ này còn tồn tại. Cuối cùng, nhánh Reptilimopha, tức là lưỡng cư có hình dạng bò sát và dần dần tách khỏi việc sinh sống với môi trường gần nước và tiến sâu vào nội địa. Vì vậy, chúng cũng phải thích nghi với điều kiện không có nước và khô cằn trên mặt đất. Da bắt đầu dày hơn, hệ thống hô hấp cũng thay đổi theo. Việc hô hấp 100% phụ thuộc vào phổi. Đặc biệt, kỷ than đá chứng kiến sự xuất hiện của động vật sinh sản bằng trứng có màng ối đầu tiên, được gọi là amniot. Amniot hay động vật có màng ối là một nhóm động vật có xương sống bốn chân. Chúng được chia thành hai nhánh. Một là sauropsid, bao gồm tất cả các loài bò sát và chim. Hai là synapsid, bao gồm động vật có vú và các tổ tiên của động vật có vú như pelycosaur và therapsid. Chúng được phân biệt với nhóm động vật có xương sống bốn chân khác còn tồn tại là nhóm Lissamphibia, tức là toàn bộ động vật lưỡng cư ngày nay, bằng việc phát triển ba màng ngoài phôi thai như màng ối để bảo vệ phôi thai, màng đệm để trao đổi khí và allantois để xử lý hoặc lưu trữ chất thải từ cơ quan trao đổi chất. Ở động vật có vụ cái này được gọi là dây rốn. Đến đây có thể thấy, hơn 300 triệu năm trước, những quả trứng đúng nghĩa đầu tiên được sinh ra, con gà vẫn mãi chưa thấy đâu. Da của amniot thường dày và chứa nhiều keratin, làm cho nó không ngấm nước. Điều này giúp duy trì độ ẩm trong cơ thể và ngăn ngừa mất nước khi ở trong môi trường khô hanh. Amniot có một hệ thống hô hấp phát triển, phổi có diện tích lớn hơn cho phép chúng lấy được lượng lớn oxy từ không khí, tối ưu việc trao đổi chất. Điều này rất quan trọng khi da giờ đây có nhiệm vụ bảo vệ thay vì hô hấp khi còn sống dưới nước. Chúng thường có cấu trúc xương hàm và họng phức tạp, cho phép chúng tiêu hóa thức ăn trên cạn và những thức ăn cứng như côn trùng và thực vật. Sự sống của kỳ than đá lúc này chủ yếu được phân bố ở khu vực xích đạo và cận xích đạo. Bởi vì lục địa Gondwana vẫn còn nằm ở vị trí của Nam Cực ngày nay nên đã hình thành các mảng băng lớn, giúp cho nhiệt độ của hành tinh lúc này là tương đối mát. Nhiệt độ trung bình của thời kỳ này là 20 độ C vào đầu kỷ, nhưng đến giữa kỷ đã giảm còn 12 độ C. Có thể thấy, đây là nhiệt độ rất đẹp để các loài động vật sinh sống và phát triển. Nhiều loài amniot thay đổi nhiệt độ cơ thể theo nhiệt độ môi trường, trong khi số ít các loài thuộc nhóm synapsid lại phát triển khả năng hằng nhiệt. Chúng sản xuất và duy trì nhiệt độ cơ thể riêng bằng cách tiêu thụ thức ăn và hoạt động cơ thể. Điều này cho phép chúng duy trì một nhiệt độ ổn định, độc lập với môi trường. Cũng chính từ sự phân nhánh của các động vật amniot, chúng phát triển thành synapsid và sauropsid. Rồi từ hai nhánh này, con cháu của chúng sẽ thay phiên nhau thống trị địa cầu suốt gần 300 triệu năm tiếp theo. Và đó là câu chuyện về sự hình thành của 90% than đá ngày nay, cũng như câu chuyện về những quả trứng đầu tiên. Kênh Máy Thời Gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn muốn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ của Máy Thời Gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Nằm cách thủ đô Moscow 1.400 km về phía đông, tọa lạc dưới chân dãy núi Ural hùng vĩ, ngăn đôi lục địa Á Âu, soi mình bên bờ sông Kama thơ mộng, đó chính là vùng đất Permi cổ kính của xứ sở Bạch Dương. Tuy nhiên,
Ngày hôm nay chúng ta sẽ không cùng dạo bước quanh những thánh đường xưa cũ, thưởng thức những vở ba lê trứ danh hay chinh phục đỉnh núi trắng linh thiêng, mà thay vào đó là khoan sâu xuống hàng ngàn mét địa đất đá, chiêm ngưỡng vết tích của một kỷ nguyên xa xôi và già cỗi, được mang tên bởi mảnh đất nơi các nhà địa chất học đã biết về nó lần đầu tiên. Chào mừng các ai đó đã đến với kênh Máy Thời Gian, mình là Lẻn. Xin hãy thắt chặt dây an toàn, vì sau đây mình sắp đưa các bạn vào chuyến hành trình dài gần 300 triệu năm về với kỷ Permi, nơi diễn ra cuộc đại diệt vong khủng khiếp nhất lịch sử tiến hóa. Điều kiện tự nhiên, kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp kéo dài khoảng 47 triệu năm, ước tính kéo dài từ khi kỷ Than Đá kết thúc vào 299 triệu năm trước cho đến khi kỷ Tam Điệp bắt đầu vào 252 triệu năm trước. Ở thời kỳ này, hoạt động địa chất của các mảng kiến tạo đã đưa hầu hết phần đất liền của trái đất, ngoại trừ phần mà ngày nay chúng ta gọi là Đông Á, hợp nhất thành một siêu lục địa khổng lồ được gọi là Pangea, hoặc toàn lục địa. Khái niệm này được nhà địa chất học người Đức Alfred Wegener, cha đẻ của thuyết trôi dạt lục địa, tạo nên từ hai từ gốc Hy Lạp là Pan, nghĩa là tất cả, và Gaia, nghĩa là đất mẹ. Bao quanh lục địa này là một đại dương duy nhất mang tên Panthalassa hay toàn đại dương. Sự mở rộng của đất liền, chiều dài đường bờ biển bị thu hẹp do sự hợp nhất của các lục địa, kết hợp với việc kỷ băng hà dần kết thúc, đã mang lại kiểu khí hậu lục địa đặc trưng của thời kỳ này. Những vùng sâu trong nội địa thì khô hạn và dần bị sa mạc hóa. Hiện tượng này rõ rệt nhất dọc theo xích đạo. Trong khi đó, các vùng ven biển thì chịu ảnh hưởng của gió mùa và hưởng lượng mưa lớn. Các khu rừng nhiệt đới gió mùa được mở rộng chưa từng thấy, với các loài dương sỉ là thực vật chủ đạo. Các loài sinh vật. Với những người không ưa các loài bọ, kỷ Permi chính xác là nơi tồi tệ nhất để sinh sống. Bởi ở thời kỳ này, côn trùng nói chung đã đạt đến sự phát triển cao nhất trong hành trình tiến hóa. Trong đó tiêu biểu nhất là hai đại biểu được nhắc tên sau đây. Đầu tiên là loài gián. Chính xác đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Xuất hiện ở nơi ngày nay là Bắc Mỹ. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã chứng minh mình là kẻ xứng đáng với danh hiệu sống dai thành huyền thoại của giới sinh vật. Thị giác và khứu giác ưu việt, sáu chân di chuyển lanh lẹ, hai cặp cánh gập lại có thể bay được, lớp vỏ chitin bền chắc và kết cấu thần kinh đơn giản. Tất cả hợp lại tạo nên một thiết kế sinh tồn bền bỉ qua hàng trăm triệu năm mà đến tận ngày nay vẫn còn được sử dụng. Ở thời kỳ huy hoàng nhất, 90% côn trùng kỷ Permi mang trong mình bộ gen di truyền của loài gián. Kế đến là loài Mega Anisoptera thuộc chi Odonatopsera, hay ngắn gọn hơn là chuồn chuồn khổng lồ. Theo hiểu biết thông thường, chuồn chuồn là loài sinh vật nhỏ hơn ngón trỏ, với bốn cánh mỏng tang và chiếc đuôi dài giống chiếc kim khâu. Tuy nhiên, ở kỷ Permi, với sải cánh hơn 70cm và bộ hàm như máy nghiền, tổ tiên của chúng là kẻ săn mồi thực thụ mang lại cơn ác mộng cho những loài sinh vật khác trên mặt đất, đủ sức chạy đua vũ trang với bất kỳ loài ăn thịt có xương sống nào trên mặt đất. Nếu chúng còn tồn tại đến ngày nay, việc đi dạo ngoài trời thôi cũng sẽ ngang với thử thách sinh tồn, vì biết đâu, bất thình lình, một con bọ to như con chó béc dê có thể từ đâu đó lao xuống xin nhẹ của bạn miếng thịt, rồi lượn đâu mất. Nếu vui, nó sẽ rủ thêm cả bạn bè ăn chung cho vui nữa. Nghĩ thôi cũng đã thấy rất là kích thích rồi đó. Tạm rời xa những người bạn rất nhiều chân, chúng ta đến với những tổ tiên chỉ có bốn chân với chiếc cột sống, gọi chung là Tetrapod. Do sự biến đổi về môi trường sinh sống, ngoài hậu duệ của những loài lưỡng cư, Amphibia trước kia, kỷ Permi đã ghi nhận sự xuất hiện của các bốn chân sinh sống hoàn toàn trên mặt đất như bò sát, Sauropsid và thú Synapsid. Trong đó, Sauropsid là tổ tiên của loài khủng long, còn Synapsid là khởi nguyên của các loài có vú, bao gồm cả con người sau này. Chỉ tính riêng trong các loài Tetrapod, kỷ Permi cho thấy ưu thế tuyệt đối của Synapsid so với phần còn lại, nhất là với việc sở hữu cái tên Titanophonius trong da phả, kích thước lớn ngang châu đực hiện đại, hộp sọ dài đến 80cm cùng bộ nhai chắc khỏe, chuyên săn lùng các loài bò sát cỡ lớn. Ngay cả chiếc vỏ giáp dày của loài rùa cổ đại cũng không thể ngăn cản việc thỏa mãn cơn đói của con mãnh thú với biệt danh sát nhân khổng lồ này, hoàn toàn xứng đáng với vị trí chễm trệ ở đỉnh chuỗi thức ăn. So với các loài lưỡng cư hoặc sống hoàn toàn trên cạn,
các loài sống dưới nước ở kỷ Permi không quá nổi trội. Nguyên nhân được phỏng đoán là do sự suy giảm đa dạng sinh học ven bờ vì mực nước biển thấp. Dẫu vậy, thời kỳ này cũng có một số loài đặc trưng, điển hình nhất là loài cá mập răng cưa Helicoprion với hàm răng có hình dạng lưỡi cưa tròn. Đại diệt chủng. Theo các nhà nghiên cứu, tuyệt chủng không phải là sự kiện hiếm lạ trong lịch sử tiến hóa hàng tỷ năm của sự sống trên trái đất. Tính riêng trong kỷ Permi, đã có 3-4 vụ tuyệt chủng ở quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có sự kiện đánh dấu kết thúc kỷ Permi. Cuộc tuyệt chủng kỷ Permi, Tam Điệp, diễn ra vào 252 triệu năm trước mới có danh xưng là đại diệt chủng, The Great Dying, được hầu hết các nhà cổ sinh vật học đánh giá là sự kiện tuyệt chủng tàn khốc nhất từng diễn ra. 95% tổng số các loài sinh vật hoàn toàn biến mất. Có nhiều giả thuyết khác nhau về việc nguyên nhân của tấn bi kịch vô tiền khoán hậu này được chấp nhận nhiều nhất. Đó là do vụ phun trào kéo dài liên tục hàng ngàn năm ở vùng núi lửa Siberia thuộc Liên bang Nga ngày nay. Vụ phun trào đã giải phóng những cơn lũ dung nham, kèm theo đó là lượng khí carbonic CO2 khổng lồ. Ước tính, nồng độ gấp 15 lần so với thời kỳ cách mạng công nghiệp, làm tăng nhiệt độ trái đất lên thêm trung bình 5 độ C. Quan điểm bổ sung ý kiến này là việc nhiệt độ chỉ tăng thêm 5 độ C chưa đủ để gây nên sự diệt chủng của 95% sinh vật. Cần thêm một khoảng thời gian đủ dài để nhiệt độ ở lục địa ảnh hưởng đến đại dương, làm tan chảy các bể khí metan trong lòng biển. Khi khí metan được giải phóng từ biển vào bầu khí quyển, đã gây nên hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, khiến nhiệt độ bề mặt trái đất tăng thêm vài độ C nữa. Và đây mới chính là cú chốt hạ. Một giả thuyết khác cũng tương đối thuyết phục, đó là sự giải phóng khí hydro sulfur H2S do hoạt động của các vi khuẩn ở những vùng nước thiếu oxy. Khi nồng độ khí này trong khí quyển đủ lớn, nó sẽ chọc thủng và dần làm tiêu biến tầng ozone. Theo đó, tia cực tím từ mặt trời sẽ quét sạch mọi sinh vật sống trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên, bất kể nguyên do là gì, hậu quả của cuộc đại diệt chủng này là vô cùng khủng khiếp. 96% sinh vật biển và 70% động vật có xương sống chỉ còn tồn tại ở dạng hóa thạch. Thê thảm nhất chính là côn trùng, với 57% họ và 83% chi vĩnh viễn bốc hơi. Chu trình sự sống được hình thành trong hàng tỷ năm bị gãy nát chỉ sau tối đa vài trăm nghìn năm. Mọi thứ đập đi xây lại từ đầu, phải mất đến 10 triệu năm, sự sống mới được khôi phục. Nếu lịch sử hình thành trái đất, tính đến thời điểm đó là khoảng 3,8 tỷ năm, chuyển hóa thành một đời người thì chỉ mất tầm 15 phút để một người khỏe mạnh chuyển sang cơn hấp hối. Nghiên cứu sự tuyệt chủng cuối kỷ Permi cung cấp cho nhân loại những hiểu biết sâu sắc về nguy cơ diệt chủng hàng loạt mà trái đất đã phải trải qua do biến đổi khí hậu và môi trường sống bị phá hủy. Có vẻ là các nhà khoa học không lo quá xa khi cho rằng sự bắt đầu của kỷ Anthropocene, kỷ nhân sinh, kỷ nguyên được xác định bởi hoạt động của con người, ảnh hưởng sâu sắc đến sự biến đổi của khí hậu và môi trường, cũng trùng với thời kỳ bắt đầu một sự tuyệt chủng mới, khi mà nhân loại đang quét sạch những tài nguyên mà trái đất cần hàng tỷ năm tích lũy và tạo ra nhiệt độ tăng thêm trong hàng trăm triệu năm chỉ với vài trăm năm kể từ khi cách mạng công nghiệp. Phải mất một thời gian dài để phục hồi sau nguy cơ tuyệt chủng. Khi chúng ta mất đi sự đa dạng, nó sẽ không thể phục hồi trong vài chục năm, mà sẽ mất hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm. Và đó là nội dung khái quát về kỷ Permi, thời kỳ mở ra sự sống cho các loài sinh vật trên cạn, nhưng cũng là thời kỳ tang thương nhất trong lịch sử trái đất. Nếu bạn có những chia sẻ gì về sự kiện này, đừng ngần ngại để lại ở dưới phần comment. Còn bây giờ, nếu bạn cảm thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Hai trăm năm mươi hai triệu năm trước, tại vùng mà ngày nay được gọi là Siberia thuộc Liên bang Nga, những đợt địa chấn đầu tiên đã diễn ra, gióng lên hồi chuông báo tử dành cho mọi sinh vật sống đương thời. Trong vài ngàn năm tiếp theo, các trận động đất vẫn kéo dài liên tục bất tận. Như một hệ quả tất yếu, cơn lũ dung nham càn quét bề mặt hành tinh, nhiệt độ tăng lên liên tục, không khí đậm đặc CO2, bầu trời bị che phủ trong trò bụi núi lửa. 95% sinh vật bị tuyệt diệt trong cơn kinh hoàng ấy,
Kỷ Permi huy hoàng suốt 47 triệu năm cứ như vậy mà kết thúc. Tuy nhiên, qua cơn bĩ bực tới hồi Thái Lai, dòng dã sinh tồn suốt hàng triệu năm, từ đống tro tàn của kỷ Permi, những kẻ đủ mạnh mẽ để sống sót và tiến hóa đã cùng nhau lập nên một thời đại mới. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, tiếp nối chặng đường giang dở tại nơi kỷ Permi chấm dứt. Mình sẽ đưa các bạn đến với bình minh của sự tái sinh, nơi loài khủng long trỗi dậy, kỷ Trias. Ngoài ra, nếu như các bạn quan tâm đến các câu chuyện thần thoại, thì có thể ghé thăm channel thần thoại gần gũi của chúng mình đang flop sấp mặt với series thần thoại Bắc Âu. Điều kiện tự nhiên, diện tích toàn lục địa Pangaea đạt đến đỉnh của kỷ Trias hay kỷ Tam Điệp. Toàn bộ phần đất liền được hợp nhất vào một siêu lục địa duy nhất, có tâm là đường xích đạo và trải dài đến hai cực. Sự thống nhất kéo dài đến tận cuối kỷ này, khi các vết đứt gãy địa chất chia đôi Pangaea thành hai siêu lục địa nhỏ hơn, tương ứng với phần phía Bắc là Laurasia, gồm Bắc Mỹ và lục địa Á-Âu ngày nay. Phần phía Nam là Gondwana, tức Nam Mỹ, Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Châu Úc và Nam Cực hiện đại. Bờ đông của Pangaea tiếp giáp với toàn đại dương Panthalassa, ngày nay là Thái Bình Dương. Trong khi đó, bờ tây tiếp giáp với hai vùng biển là Tethys và Paleotethys. Ranh giới ngăn đồi giữa hai vùng biển đó là một chuỗi các tiểu lục địa được gọi chung là địa khu Cimmeria. Có điểm khá thú vị là địa khu này về sau dịch chuyển và đâm va vào các lục địa khác, dẫn đến hiện tại nó là một phần của vùng núi non thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, cao nguyên Tây Tạng và phần phía tây của Đông Nam Á. Sự mở rộng cực đại của lục địa trong kỳ Trias đã khiến vai trò điều hòa khí hậu của các siêu đại dương không còn đáng kể. Khí hậu thời kỳ này mang đặc trưng lục địa đến cực hạn, nóng bức vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông, nhưng chủ yếu vẫn là khô và nóng. Các vùng cực không có hiện tượng đóng băng mà thường ôn hòa và mát mẻ. Các loài sinh vật, kỷ Trias chưa bao giờ được xem là kỷ nguyên khủng long như kỷ Jura hay kỷ phấn trắng, nhưng quyền lực rực rỡ như nắng ban trưa thì cũng bắt đầu từ khi mặt trời mới ló dạng. Và kỷ Trias chính là buổi bình minh của giống thằn lằn khổng lồ này. Như đã đề cập, ở trên cạn, khí hậu chủ đạo của kỷ Trias là khô và nóng. Thêm vào đó là sự suy giảm của các loài có vú cổ đại, Synapsid, do sự tuyệt chủng cuối kỷ Permi đã tạo cơ hội cho các loài bò sát phát triển mạnh mẽ và dần tiến hóa để vươn lên đỉnh của chuỗi thức ăn, tiêu biểu là chủng Acosauria, tiếng Hy Lạp nghĩa là thằn lằn chúa. Đúng như tên gọi, thành viên Acosauria về cơ bản là những con thằn lằn ngoại cỡ, ngoại hình tương tự cá sấu hiện đại. Chủng này được chia ra làm hai nhánh lớn là Pseudosuchia, chính là tổ tiên của loài cá sấu, và Avimetatarsali, thủy tổ của các loài chim. Pseudosuchia gồm ba nhóm chính là loài ăn cỏ lớn, Aetosaur với bộ xương phát triển thành lớp giáp che kín cơ thể, chuyên ăn các loài thực vật mọc thấp. Hai là loài ăn thịt lớn, Rhizotia, thường dài từ 4 đến 6 mét, là loài săn mồi chủ chốt của hệ sinh thái trên cạn, cho đến trước khi các loài khủng long ăn thịt cỡ lớn xuất hiện. Ba là cá sấu tiền sử, Phenosuchia, dài trên dưới 1 mét, sống ở vùng gần nước, chạy rất nhanh. Avimetatarsalia, theo định nghĩa là những loài thằn lằn chúa có họ hàng gần gũi với chim hơn là cá sấu, gồm hai đại diện thành công nhất và cũng là còn tồn tại duy nhất đến sau kỷ Trias là Dinosaur, là khủng long, và Pterosaur, là rực long hoặc khủng long bay. Đến đây nghe có cái gì đó nó hơi cấn cấn nhỉ? Nhưng nếu bạn cũng nghĩ điều tôi đang nghĩ thì nó không sai đâu. Chim, bao gồm cả những con bay được và mấy con chạy nhong nhong gần chuồng, đích thực là hậu duệ của loài khủng long. Thậm chí, nhiều nhà nghiên cứu còn xem chim chính là khủng long duy nhất còn tồn tại. Sự xuất hiện sớm nhất từ khoảng giữa kỷ Trias, loài khủng long ban đầu không oai phong và bệ vệ như chúng ta nghĩ. Ở thời thủa sơ khai, tổ tiên của chúng, loài Erator, chỉ cao khoảng 45cm, dài chừng 90cm, nghĩa là rất nhỏ nếu so với hiểu biết của chúng ta về bạo chúa Tyrannosaurus hay cự long Brachiosaurus. Và dĩ nhiên, đỉnh chuỗi thức ăn chưa thể thuộc về mấy chú thằn lằn nhỏ con này khi mà những con Rhizotia xuất hiện từ đầu kỷ Trias và các loài Synapsid cỡ lớn đã sống sót từ tận kỷ Permi vẫn còn ngự trị. Về phần Synapsid, mặc dù đã mất ngôi vị bá chủ về tay Acosauria
Tuy nhiên, chúng vẫn chưa bị tuyệt diệt và vẫn tiếp tục sống sót trong kỷ Triad với bộ ba đại diện là Dicynodon, Pterocephalian và Cynodon. Trong đó, Cynodon đã tiến hóa thành những động vật có vú theo đúng nghĩa đen đầu tiên. Ngoài ra, nhằm thích nghi với cuộc sống mới, Synapsid đã tiến hóa thành những động vật ăn côn trùng nhỏ, chuyên hoạt động về đêm, thậm chí là phát triển thêm tập tính đào hang. Cuộc sống về đêm cũng buộc chúng mọc thêm lông và gia tăng tốc độ trao đổi chất để kháng cự cái lạnh. Đối với các loài lưỡng cư, chỉ có một số loài sống dưới nước hoặc bán thủy sinh mới tồn tại qua vụ diệt chủng cuối kỷ Vermi. Thành công nhất là chủng Stereobondyli, khi con cháu của chúng đều là những loài lưỡng cư to lớn và tiêu biểu nhất của kỷ nguyên này, nhất là loài Mastodon Saurex có thể dài tối đa đến 6 mét. Hệ sinh thái dưới nước kỷ Triad có sự đa dạng nhất định so với kỷ Vermi. Đối với các loài cá Vatia Actinopterygii giữ ngôi đầu về sự đa dạng, trong đó có Berzeria và Saurichthy là hai loài cá săn mồi thuộc vào loại lớn nhất. Loài bò sát cũng góp mặt một số đại diện vào nhóm những sinh vật thống trị đại dương như thằn lằn cá Ichthyosaur và thằn lằn biển Thalassosaur. Những sinh vật thân mềm hai vỏ thời kỳ này cũng hết sức phong phú. Kết thúc cũng là khởi đầu. Sau quãng thời gian dài 41 triệu năm, hành trình của Triad cũng bước tới hồi kết. Mở đầu bằng một vụ diệt chủng và kết thúc cũng bằng một vụ diệt chủng. Khoảng 201 triệu năm trước, bể magma trung tâm Đại Tây Dương, bể magma lớn nhất với diện tích 11 triệu km vuông, bắt đầu phun trào ở trung tâm của lục địa Pangaea, mở đầu cho 4 đợt phun trào lớn kéo dài trong khoảng 600.000 năm, đã gây nên cái gọi là cuộc diệt chủng kỷ Triad Jura. Những trận lũ dung nham ồ ạt trào ra từ miệng núi lửa đã giải phóng một lượng khổng lồ CO2, đồng thời xâm nhập qua các lớp trầm tích dầu chất hữu cơ và thiêu cháy nó, giải phóng thêm lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển. Kết quả là nhiệt độ trái đất tăng nhanh chóng thêm 3-4 độ C. Sự nóng lên toàn cầu như vậy lại tiếp tục dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các cơn bão và hình thành sấm sét như một hệ quả tất yếu. Sấm sét càng nhiều thì cháy rừng cũng theo đó mà dữ dội hơn. Địa chấn, phun trào núi lửa, bão, sấm sét và cháy rừng, tất cả gộp lại đã đưa đến khung cảnh của ngày tận thế. Và như chưa đủ tồi tệ, cùng với hiệu ứng nhà kính, sự gia tăng CO2 đột ngột cũng dẫn tới sự xuất hiện của hiện tượng axit hóa đại dương. Lượng lớn CO2 được biển hấp thụ khiến H2CO3 bị phân ly thành HCO3 và hydro. Sự gia tăng ion hydro làm giảm mạnh độ pH của biển, dẫn đến sự suy giảm các loài thân mềm có vỏ và san hô, vì chúng cần có CaCO3 để tạo vỏ và xương, kéo theo đó là sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Dẫu vậy, có thể coi là khá may mắn khi hậu quả của vụ tuyệt chủng này không kinh hoàng như của kỷ Permi, hoặc có thể nói là tuyệt chủng có chọn lọc, với chỉ khoảng 22-34% số sinh vật biển biến mất. Trên đất liền, thủy tổ của các loài có vú, các synapsid to xác đã biến mất, những con bò sát, lưỡng cư to cộ bị quét sạch. Hệ thực vật, động vật có vú tiến hóa từ Cynodon, cá sấu, khủng long và rực long thì gần như còn nguyên vẹn, không còn kẻ đủ sức ngăn cản. Giờ đây, khủng long chính thức bước lên hành trình trở thành loài thống trị trong 135 triệu năm tiếp theo. Và đó là nội dung khái quát về kỷ Triad, thời kỳ mở ra sự thống trị của khủng long trên trái đất, tại thời kỳ mà những tổ tiên của các loài có vú phải sống khép mình để có thể tránh được việc trở thành con mồi của các loài mạnh hơn. Nếu bạn có những chia sẻ gì về sự kiện này, đừng ngần ngại để lại ở dưới phần comment. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Từ kinh đô ánh sáng Paris của nước Pháp, nhìn về hướng đông nam, giáp với biên giới Thụy Sĩ,
là một trong số 96 tỉnh nội địa của quốc gia này, có danh xưng được đặt theo tên dãy núi lớn chắn giữa lãnh thổ hai nước, Jura. Tại đây, vào năm 1795, nhà tự nhiên học người Đức Alexander von Humboldt đã khám phá ra lớp trầm tích carbon khác biệt so với lớp trầm tích của kỳ Trias và đặt ra thuật ngữ Jura Castan, tạm dịch là đá vôi Jura, vào 4 năm sau đó, đặt tiền đề đầu tiên cho khái niệm kỷ Jura mà chúng ta nói đến ngày nay. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian, mình là Lẻn. Trong chuyến hành trình lần trước, chúng ta biết được rằng kỷ Trias đã kết thúc với một vụ diệt chủng, với hệ quả là khoảng 1/3 tổng số sinh vật biển bay màu. Trên cạn thì bò sát, lưỡng cừ cỡ lớn thống trị đương thời bốc hơi sạch sẽ. Tuy nhiên, bi kịch của kẻ này lại là cơ hội của người khác. Chào mừng đến với kỷ Jura, nơi nếu tồn tại một quyển từ điển, thì danh từ khủng long sẽ mang ý nghĩa là kẻ thống trị. Điều kiện tự nhiên. Nhắc lại một chút kiến thức, nguyên nhân dẫn đến cuộc diệt chủng cuối kỷ Jura là được hầu hết các nhà khoa học phỏng đoán là do đợt phun trào của bể magma trung tâm Đại Tây Dương, cũng là bể magma lớn nhất từng được biết đến, với diện tích ước tính 11 triệu km². Một hệ quả khác của những đợt phun trào này chính là sự rạn vỡ của siêu lục địa Pangaea. Vào đầu kỷ Jura, chính xác hơn là kỷ Jura sớm, trong khoảng từ 201 đến 184 triệu năm trước, vết đứt gãy đầu tiên đã xuất hiện tại ranh giới giữa Bắc Mỹ và Châu Phi. Từ đó, siêu lục địa Pangaea dần bị chia tách rõ rệt thành siêu lục địa phía Bắc là Laurasia, gồm Bắc Mỹ và lục địa Á Âu ngày nay, và siêu lục địa phía Nam là Gondwana, Nam Mỹ, Châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Châu Úc và Nam Cực hiện đại. Tuy nhiên, Bắc Mỹ và Nam Mỹ vẫn liên kết với nhau. Đến cuối kỷ Jura, tại Laurasia, mực nước biển dâng lên đã tạo thành các vùng biển nông chia cắt thành các vùng riêng biệt, với nửa phía Tây là Bắc Mỹ, ngăn cách với phần còn lại bằng một con đường biển, được gọi là hành lang Viking. Còn ở nửa Đông là lục địa Á Âu, thì Trung và Nam Âu cũng bị biển lấn tới nỗi biến thành các quần đảo. Ở Gondwana, về cơ bản là không biến động nhiều. Cho đến cuối kỷ này, thì Bắc và Nam Mỹ mới dần tách ra, hình thành nên Đại Tây Dương, đồng thời nối thông giữa toàn đại dương Panthalassa với đại dương Tethys. Mặt khác, các vùng núi lửa Carbonifera thuộc phạm vi Nam Phi và Nam Cực hiện nay đã hoạt động mạnh, dẫn đến sự phân chia thành đồng Gondwana gồm Ấn Độ, Nam Cực và Châu Úc, ra khỏi Tây Gondwana gồm Nam Mỹ và Châu Phi, đồng thời hình thành nên một phần Ấn Độ Dương. Nhiệt độ trung bình của kỷ Jura cao hơn kỷ Trias trước đó khoảng 5-10 độ C, kết hợp với sự gia tăng chiều dài của đường bờ biển do siêu lục địa Pangaea dần bị tan rã. Cùng mực nước biển được dâng lên đã tạo nên kiểu khí hậu chủ đạo là ấm và ẩm, thay thế cho tiết trời khô nóng đặc trưng của kỷ Trias. Nhờ đó mà những cánh rừng xanh tươi xuất hiện khắp nơi và lan tới tận vùng cực. Trong đó, những loài cây lá kim, quả non thuộc họ thông, tùng, bách ngự trị phần lớn. Ở những tầng cây thấp là địa bàn của họ rừng sỉ, hiện tượng băng giá, thậm chí là đóng băng cũng có thể xuất hiện. Nhưng nếu có cũng rất hiếm, chủ yếu là ở những nơi có độ cao lớn. Các loài động vật. Nói một cách ngắn gọn, động vật kỷ Jura có thể phân thành hai nhóm, khủng long và phần còn lại. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy đi vào tìm hiểu ngay những con quái thú là biểu tượng của sức mạnh nguyên thủy này nào. Sân chơi của bầy khủng long. Khi cuộc diệt chủng có chọn lọc cuối kỷ Trias diễn ra, loài Pseudosuchia, tổ tiên loài cá sấu đã hoàn toàn biến mất gần như hoàn toàn, nhưng chỗ cho giống Avimeta thassalia, tổ tiên của loài chim nói chung, và Dinosaur, tức khủng long nói riêng, bước lên ngôi vị bá chủ của hệ sinh thái trên cạn vào kỷ Jura. Mối quan hệ cụ thể giữa Acosauria với Pseudosuchia và Avimeta thassalia, giữa Avimeta thassalia với khủng long, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại video kỷ Trias, tam điệp, khủng long trỗi dậy mà chúng mình đã thực hiện ở kỳ trước nhé. Quay lại với chủ đề chính, kỷ Jura đã chứng kiến sự phát triển trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của loài khủng long, nhưng về cơ bản có thể chia thành hai nhánh lớn dựa theo cấu trúc xương chậu là Saurischia, tức là hông thằn lằn, và Onithichia, hông chim. Trong đó, Saurischia xuất hiện từ sớm và chiếm ưu thế hơn. Saurischia được phân thành hai nhóm là Theropod, nghĩa là chân thú, và
và sauropod, nghĩa là chân thằn lằn. Trước hết, nói về theropod, đặc trưng bởi cấu trúc xương rỗng với 3 ngón chân kèm vuốt sắc trên mỗi chi, chúng chính là loài đứng đầu chuỗi thức ăn từ đầu kỷ Jura cho tới tận cuối kỷ phấn trắng. Không phải mọi theropod đều ăn thịt, mà còn có loài ăn cỏ hoặc ăn côn trùng. Tuy nhiên, những con theropod hung tợn, to lớn và hung hãn nhất thì đều ăn thịt. Trước khi đi vào chi tiết, cho phép chúng mình đính chính một chút. Nhân vật tiêu điểm của loạt phim và loạt tiểu thuyết công viên kỷ Jura, hoàng đế Tyrannosaurus, biệt danh T-Rex, dù là một theropod nhưng chưa từng xuất hiện ở kỷ Jura mà phải đợi đến tận cuối kỷ phấn trắng mới xuất hiện. Cơ mà vắng mợ thì chợ vẫn đông. Dù thiếu mất một T-Rex, nhưng kỷ Jura vẫn còn rất nhiều anh hùng hào kiệt khác, tiêu biểu như Ceratosaurus, nghĩa là giác long, hoặc khủng long sừng, với Cera, nghĩa là sừng, thường có hàm lớn, răng giống lưỡi dao và một cái sừng lớn mọc trên mõm. Loài khủng long này dài 6-7 mét và cao hơn 3 mét. Chúng xuất hiện ở Bắc Mỹ và bán đảo Iberia. Allosaurus, nghĩa là dị long. Allo, nghĩa là khác biệt. Ý chỉ kết cấu đốt sống khác biệt trên hóa thạch tại thời điểm phát hiện. Chúng có bộ răng cưa bén nhọn, cao khoảng 4,5 mét và dài đến gần 12 mét. Xuất hiện ở Bắc Mỹ và Bồ Đào Nha. Họ hàng gần của nó là loài Carcharodon tosaurus, nghĩa là khủng long răng cá mập, có thể tìm thấy ở Trung Quốc và Bắc Phi. Chúng cao từ 4,5 đến 5 mét, dài hơn 12 mét và nặng tới 7 tấn. Megalosaurus, nghĩa là đại long hoặc khủng long cỡ lớn. Chúng là loài khủng long đầu tiên phát hiện và đặt tên, được mô tả là cao khoảng 3 mét, dài khoảng 6 mét, nặng hơn nửa tấn. Đầu to, răng dài, cơ bắp lực lưỡng. Dĩ nhiên, với thân xác to như tòa nhà biết chạy ấy, thì con mồi của chúng cũng phải có kích thước đủ lớn để thỏa mãn cái dạ dày luôn cồn cào. Vinh dự đó không dành cho ai khác ngoài những chú sauropod ăn chay. Khủng long thuộc loài này thường được gọi chung bằng cái tên dân dã là khủng long cổ dài. Xuất phát từ đặc điểm nổi bật của chúng là cổ rất dài với cái đầu nhỏ cùng 4 chân hình trụ to lớn. Nếu gọi theropod là căn nhà biết chạy thì sauropod chính là những ngọn núi biết đi. Đây chính là những sinh vật to lớn nhất từng tồn tại. Một con Barosaurus có thể cao đến 12 mét, bằng hai con hươu cao cổ cao nhất đứng chồng lên nhau. Về cân nặng và chiều dài, một con Argentinosaurus có thể nặng xấp xỉ 80 tấn, cao 21 mét và dài 36 mét, tương đương với 10 con voi rừng châu Phi trưởng thành xếp thẳng hàng đứng lên cân cùng lúc. Không được hoành tráng hùng vĩ như Theropod, nhưng Ornithischia cũng có cho riêng mình những đại diện đặc sắc, chủ yếu gồm các loài khủng long ăn cỏ cỡ nhỏ hoặc trung bình, kiếm thức ăn ở tầng cây thấp nhưng rất vua lì đòn. Đấy là ở trên mặt đất. Còn ở trên không, vị vua của bầu trời không ai khác, ngoài loài thằn lằn bay, Pterosaur. Thức ăn của chúng chủ yếu là sâu bọ, cá, cũng như các loài có xương sống cỡ nhỏ trên mặt đất. Ngoài khả năng bay, thì vuốt và khớp khỏe cũng cho phép chúng dễ dàng chinh phục các vách đá dựng đứng bằng cách leo trèo. Một sự thật có thể các bạn chưa biết, thằn lằn bay không có họ hàng gì với loài chim cả. Loài chim thực sự được tiến hóa từ loài khủng long và cũng khá là kỳ diệu khi thủy tổ loài chim không phải là hậu duệ của Ornithischia, hông chim, mà là của Saurischia, hông thằn lằn, cụ thể là nhóm khủng long đuôi rỗng Silurosauria với đặc trưng cơ thể có nhiều lông vũ. Vùng nước kỳ thú. Tạm rời xa công viên khủng long trên mặt đất, chúng ta cùng tiến xuống dưới mặt nước, nơi cuộc chơi sinh tồn có phần đa dạng và phong phú hơn rất nhiều. Lại nói về Pseudosuchia, sau sự ra đi của hai đại diện sừng sỏ, Aetosaur và Raisuchia, chỉ còn lại đứa em út, Phenosuchia, tức tổ tiên của cá sấu hiện đại. Sự thống trị của loài khủng long trên cạn buộc Phenosuchia từ chỗ thân thon, chân dài phải tiến hóa và thích nghi tốt hơn với môi trường thủy sinh. Ít thì thành Neosuchia, chân ngắn, thân dài và dày, chuyên phục kích ở vùng nước ngọt hoặc đầm lầy như cá sấu hiện tại. Nhiều thì trở thành cá sấu biển Thalatosuchia với chi phát triển thành chân trèo như vịt, da láng không vẩy để triệt tiêu sức cản nước. Hệ sinh thái san hô kỷ Jura được mở rộng đáng kể hơn rất nhiều, tạo điều kiện phát triển tuyệt vời cho các loài giáp xác 10 chân Dicarbot thuộc bộ giáp xác chân mềm Malacostraca. Nghe thì nó nguy hiểm thế thôi, chứ thật ra con cháu ngày nay của chúng
là những loài hết sức phổ biến ngoài chợ như tôm, cua. Dắt tay nhau đi qua kỷ Triát sóng gió, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chủng ngư long, ichthyosaur và xà đầu long, plesiosaur vẫn là những loài thống trị chuỗi thức ăn ở đại dương. Có một hiểu lầm thường thấy là dù trong tên của chúng có hậu tố so và cũng là những sinh vật hùng cứ một phương ở thời đại khủng long, nhưng hai giống loài này không phải là khủng long mà được xem như là thằn lằn hoặc bò sát sống ở môi trường đại dương. Trong đó, ichthyosaur thì có vẻ ngoài như cá, còn plesiosaur thì được mô tả là một con rắn được gắn vào phần thân khủng long. Loài ichthyosaur có trong tay hai đại diện nguy hiểm là thằn lằn mũi to Eurynosaurus và thằn lằn răng cắt Temnodontosaurus dài 10m nhưng chỉ kịp thống trị một khoảng thời gian rất ngắn vào đầu kỷ Jura. Xuất phát điểm muộn hơn, nhưng đến giữa và cuối kỷ này, plesiosaur mới là loài tiến hóa đa dạng hơn và sở hữu đại diện mạnh mẽ hơn, san nhân biển Thalassophony, vị vua tung hoành khắp các đại dương cho đến tận cuối kỷ phấn trắng. Nếu bạn có cảm thấy cái tên này hơi quen quen, thì nó chỉ khác vài ký tự với Thalassophobia, hội chứng sợ biển. Nói cho dễ hiểu, thì người mắc chứng này thường hoảng loạn, bất an mỗi khi đứng trước biển hoặc vùng nước lớn, hay tưởng tượng ra kịch bản đáng sợ hơn về những thứ ẩn nấp dưới mặt nước. Có một số nhà khoa học đặt giả thiết cho rằng, nỗi sợ cũng có thể được khắc lên bộ gen di truyền. Nếu điều này là thật, cũng không quá khó hiểu khi một ai đó sợ hãi biển quá mức. Hãy thử nhắm mắt lại, hít thở đều vài hơi. 1, 2, 3. Tưởng tượng bạn đang đi dạo dọc bờ biển. Tiết trời oi ả khiến bạn muốn chìm mình vào làn nước mát. Khi đang thỏa sức vùng vẫy giải nhiệt, bỗng bạn cảm thấy có gì đó lướt qua chân mình. Bạn tò mò nên lặn xuống nhìn cho rõ, nhưng bạn lại chẳng thấy gì. Bạn quyết định trồi lên, nhưng đâu hay biết, khi bạn nhìn vào đại dương nhìn lại vào bạn. Trong con người màu vàng kia là hình ảnh của bạn. Chúc một ngày vui vẻ, mình là Lẻn, hẹn gặp lại các bạn khi đã tỉnh giấc nhé. Nếu các ghi chép lịch sử là chính xác, thì triều đại Thiên Hoàng Nhật Bản là chế độ quân chủ thế tập lâu đời nhất trong lịch sử loài người, kéo dài liên tục 2.683 năm, kể từ năm 660 trước công nguyên cho đến tận ngày nay. Ở vị trí thứ hai là nhà Chu của Trung Quốc, kéo dài khoảng 800 năm. Xét trên bình diện văn minh nhân loại, những con số kể trên đã rất gần với tham vọng của bao vị đế vương. Ấy là cơ nghiệp muôn đời, ngàn năm không đổ. Tuy nhiên, nếu đem đặt cạnh 135 triệu năm thống trị bề mặt tinh cầu, chỉ bằng thứ sức mạnh man dại trời sinh của loài khủng long, những con quái thú khổng lồ đến từ kỷ nguyên xa xưa hơn mọi đế chế già cỗi nhất từng được biết đến, chỉ xứng đáng là một giọt nước trong biển cả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, nối tiếp cuộc hành trình khám phá kỷ Jura, nơi bình minh của loài khủng long chiếu rọi trên toàn cõi lục địa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với kỷ Krita, hay còn gọi là kỷ phấn trắng, nơi bầy khủng long đạt đến tột đỉnh uy quyền và cũng là nơi những vị vua cổ đại này bị số mệnh ruồng bỏ. Pangaea biến mất, kỷ Krita hay kỷ phấn trắng kéo dài từ 145 triệu năm trước cho đến cách đây 66 triệu năm. Cái tên kỷ phấn trắng là do nhà địa chất học người Bỉ Jean de Omalius de Halloy đưa ra vào năm 1822 dựa trên phát hiện về lớp đá phấn trải rộng ở lòng chảo Paris, hình thành bởi canxi carbonat trầm lắng, có nguồn gốc từ vỏ hoặc mai của các loài sinh vật không xương sống. Điều này cũng gián tiếp thể hiện một phần đặc điểm tự nhiên của thời kỳ này, đó là nhiệt độ biển ấm và mực nước cao, lấn sâu vào khu vực ngày nay là nội địa. Ước tính lúc cao điểm nhất, 1/3 diện tích đất liền đã bị nhấn chìm. Trong kỷ phấn trắng, toàn bộ lục địa Pangaea trước đây về cơ bản đã hoàn thành quá trình phân chia kiến tạo thành các lục địa với hình dạng gần giống như ngày nay, mặc dù vị trí thì có nhiều khác biệt so với hiện tại. Tại siêu lục địa phương Nam Gondwana chỉ bắt đầu phân tách chậm chạp trong kỷ Jura, phải đến kỷ phấn trắng thì quá trình này mới được đẩy mạnh. Đến cuối kỷ này, Nam Mỹ, Nam Cực và Úc đã hoàn tất tách ra khỏi châu Phi. Nhờ vậy, Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương đã được hình thành. Hoạt động dịch chuyển mảng kiến tạo như vậy đã nâng thêm độ cao các dãy núi dưới đáy biển, dọc theo các vết đứt gãy địa chất, góp phần nâng cao mực nước biển tĩnh trên toàn cầu.
vùng biển Tethys ở phía bắc châu Phi tiếp tục bị thu hẹp, ngược lên thăm người anh em phía bắc Laurasia. Cho đến tận 77 triệu năm trước, Bắc Mỹ vẫn còn bị chia đôi bởi đường biển nội địa phía Tây, là một vùng biển nội địa rộng lớn, ngăn cách Bắc Mỹ thành Laramidia ở phía Tây và Appalachia ở phía Đông, và chỉ rút đi vào cuối kỷ này. Sinh vật trên mặt đất, ngai vàng không thể lung lay. Nhìn chung, khủng long vẫn là loài thống trị trên mọi vùng đất nơi chúng đặt chân. Tuy nhiên, do quá trình phân rã của toàn lục địa Pangaea mà sự phân bố các loài khủng long trên mỗi lục địa đã trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Ở kỷ phấn trắng sớm, kéo dài khoảng từ 146 đến 100 triệu năm trước, ở châu Âu, Bắc Mỹ và Bắc Phi đã chứng kiến sự bùng nổ dân số của các loài giáp long Ankylosaur với xương tiến hóa thành vẩy như vai rùa, khủng long mỏ vịt Iguanodon và họ khủng long cổ dài Brachiosaur. Chúng có thể đã bị săn thịt bởi các loài khủng long chân thú Theropod, khác với họ khủng long gai Spinosaur và khủng long răng cá mập Carcharodontosaur. Ở châu Á, các giống ăn thịt cỡ vừa như khủng long đuôi rỗng thuộc nhóm Mariraptora, như khủng long trộm trứng Oviraptorosauria, khủng long chạy nhanh Romeosaur với đại diện tiêu biểu là bậc thầy đánh hội đồng Velociraptor, điểu long răng khía Troodon với giao diện không khác gì loài chim, mày ăn cỏ chủ chốt của hệ sinh thái nơi đây là giáp long Ankylosauria và giác long Ceratopsia xuất hiện từ sớm, tiêu biểu là giác long Sitakosaur nổi bật với mỏ như vẹt, với chiếc đầu mọc sừng. Ở Úc, anh em giáp long và khủng long mỏ vịt tiếp tục thể hiện khả năng sinh tồn với việc trở thành sinh vật chủ đạo. Đến giai đoạn kỷ phấn trắng muộn, từ khoảng 100 đến 66 triệu năm trước, khủng long được phân bố thành 3 cụm chính. Ở Bắc Mỹ và châu Á, các loài theropod chính là bạo long Tyrannosaur, bao gồm cả động vật ăn thịt to lớn nhất trên cạn từng tồn tại, và những con Maniraptoran nhỏ hơn. Thức ăn của chúng là các loài Ognithischian, ăn cỏ gồm áp long Hacrosaur, giáp long Ceratop, giáp long Ankylosaur và khủng long đầu cứng Pachycephalosaur ở các lục địa phía nam đã từng là một bộ phận của siêu lục địa Gondwana. Apelisaur và Titanosaur lần lượt là các loài ăn thịt và ăn cỏ phổ biến nhất. Còn tại châu Âu, các loài tương đối nhỏ con như Romeosaur, Rhabdodon, Norosaur chiếm số lượng đông đảo nhất. Sinh vật trên không, cuộc nổi dậy của bầy chim. Về cơ bản, thà lằn bay Pterosaur vẫn tiếp tục là lãnh chúa của bầu trời cho đến giữa kỷ phấn trắng. Tuy nhiên, về sau loài này đã dần bị suy giảm về số lượng cũng như mức độ đa dạng. Một số giả thuyết suy đoán rằng nguyên nhân dẫn đến sự suy bại này có thể là do sự cạnh tranh đến từ loài chim, dù ý kiến khác lại cho là không đủ căn cứ, do không gian sinh tồn của hai loài này không thật sự có nhiều va chạm. Nhưng dẫu sao đi nữa, kỷ phấn trắng vẫn cho thấy sự xuất hiện rõ ràng của một giống loài hoàn toàn mới, biết dùng lông vũ để bay. Từ cuối kỷ Jura, trong nhóm khủng long Maniraptora, một phân nhánh của loài khủng long đuôi rỗng Silurosauria, đặc trưng bởi cơ thể nhiều lông vũ và là họ hàng rất gần với bạo long Tyrannosauridae, có một bộ phận đã tiến hóa tới mức tự bay được, gọi chung là Aviale. Đại diện tiêu biểu nhất của loài này là khủng long da cầm Archaeopteryx, hay còn được biết đến với cái tên gọi gần gũi hơn là chim nguyên thủy, thủy tổ của mọi loài chim hiện đại. Đến kỷ phấn trắng, các cánh chim Aviale đã trải qua quá trình thay đổi hình dạng đáng kể, tiêu biến dần đi những đặc điểm của khủng long như răng bén và móng vuốt ở cánh, phát triển thêm đặc điểm mới như đuôi ngày càng cứng lại và đạt đến đỉnh điểm với kết cấu kiểu Bygostyle, tạm dịch là mũi của vua, với các đốt sống đuôi hợp lại thành một, kết hợp với cơ và lông để tạo thành bộ phận thường gọi là đuôi như ngày nay. Muốn biết cái Bygostyle này nằm ở đâu thì không khó lắm, vì đấy là bộ phận thường bị bỏ đi lúc chặt gà, tên cúng cơm là phao câu. Xương chậu to ra nên có thể đẻ trứng to xấp xỉ kích thước cơ thể, xương ức bự lên để đáp ứng nhu cầu khí động học khi bay. Chỉ trước, nay là cánh, cũng đã mất khả năng cầm nắm vì không còn cần thiết. Sinh vật dưới biển, thủy cung kinh hoàng. Kỷ phấn trắng tiếp tục chứng kiến quá trình sinh sôi nảy nở vô cùng sôi nổi của loài cá vây tia Actinotherizi,
trong đó nổi bật là lớp cá xương thật teleost, mà số lượng hậu duệ của chúng chiếm khoảng 96% các loài cá hiện đại và khoảng một nửa tổng số loài có xương sống ngày nay. Phổ biến không kém là những loài cá đuối và cá mập. Nhóm sinh vật gai Echinoderm như nhím biển hay sao biển cũng hết sức thịnh vượng. Tất nhiên, không thể thiếu phần náo nhiệt của các loài cúc đá, những sinh vật không xương sống có vỏ thời cổ đại. Loại trầm tích đá phấn được dùng làm tiền đề để đặt tên cho kỷ này có một phần lớn là được tạo ra bởi lớp vỏ của chúng, cho thấy phần nào sự lớn mạnh của giống loài này. Nếu việc sinh tồn trong lòng đại dương kỷ Jura đã đủ khó khăn với những con ngư long Ichthyosaur và xà đầu long Plesiosaur, thì đến kỷ phấn trắng, chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng thật sự mang tên thường long Mosasaurus, thành viên được phát hiện hóa thạch đầu tiên và cũng là nguy hiểm nhất của cả dòng họ Mosasauridae. Mosa trong Mosasaurus là tên tiếng Latin của con sông Mos chảy qua thành phố Maastricht của Hà Lan, nơi người ta phát hiện lần đầu tìm thấy hóa thạch của loài này trong một mỏ đá vôi vào năm 1764, tức là trước cả khi hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy vào năm 1822. Bãi săn của loài Mosasaur nằm ở mọi vùng biển nông trên khắp thế giới lúc bấy giờ. Tất cả các loài sinh vật dám bén mảng lượn lờ ở vùng nước nơi Mosasaur đặt hộ khẩu lên đều trở thành mồi ngon cho chúng. Ngay cả khủng long bạo chúa T-Rex hay thằn lằn bay Pterosaur cũng không phải là ngoại lệ. Có nhiều loài thương long khác nhau, con nhỏ nhất chỉ dưới 3 mét, nhưng con lớn nhất, tức Mosasaur, có thể dài đến tận 17 mét. Chúng thực sự là hung thần biển cả, cỗ máy săn mồi trời sinh, được vũ trang đầy đủ để phục vụ chức nghiệp làm suy giảm dân số những loài yếu hơn chúng. Bộ hàm dài khỏe, răng hình nón, đủ sức bám nát những con mồi cứng cựa nhất bằng lực đớp hơn 5 tấn. Thân thuôn dài làm giảm tối đa lực cản nước, xương chi ngắn, kết hợp với mái chèo được hình thành bằng màng giữa xương ngón tay dài và xương ngón chân, cộng thêm chiếc đuôi to bản, cung cấp tốc độ đột kích kẻ thù chớp nhoáng, xóa nhòa đi nhược điểm to xác dễ bị phát hiện. Tuyệt chủng kỷ phấn trắng, cổ cận. Một ngày như mọi ngày vào 66 triệu năm trước, khi bầy khủng long ngước nhìn lên bầu trời, chúng sẽ nhìn thấy một vệt sáng căng ngang qua không trung. Theo thời gian, vệt sáng ấy cứ to dần, và đó là một tiểu hành tinh đang hướng thẳng đến trái đất với tốc độ trung bình 72.000 km/h. Trong vòng vài chục giờ đồng hồ tiếp theo, cầu lửa ấy đâm sầm vào bề mặt hành tinh tại nơi ngày nay là bán đảo Yucatan thuộc Mexico, để lại một cái hố sâu 20 km và rộng 180 km. Năng lượng sản sinh từ vụ va chạm ước tính gấp khoảng 5 tỷ lần hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đã giải phóng những đợt xung kích càn quét khắp trái đất. Sự sống trong bán kính vài nghìn km tính từ tâm vụ nổ bị thổi bay. Nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Vụ va chạm làm thức giấc những ngọn núi lửa đang say ngủ. Dung nham cho nóng ồ ạt tuôn ra từ những cái miệng đỏ lửa, kết hợp với nhiệt lượng do vụ nổ sinh ra, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng vọt cả chục độ C chỉ trong chớp mắt. Đi sau cơn thiêu đốt đó chính là bão tố và sấm sét thiêu rụi những cánh rừng hàng triệu năm tuổi, tạo nên khung cảnh hỏa ngục của ngày khải huyền. Lực va chấn cũng đập vỡ luôn cả tầng sâu đáy biển. Thoạt tiên, nước biển rút ra xa thật xa, rồi mau chóng trở lại trong hình hài của một bức tường cao đến cả cây số. Một trận sóng thần đang đến nhiều tháng, nhiều năm sau đó. Nhiệt độ giảm dần đi, thậm chí là về mức nguội lạnh. Ánh sáng mặt trời không thể xuyên nổi qua đám mây bụi dày đặc. Những cơn mưa không chỉ có nước, mà còn kèm theo cả đất đá bị hất văng lên sau đòn địa chấn kinh hoàng ấy. Thảm thực vật xanh tốt với vô số loài cây cao lớn, nếu may mắn chưa bị thiêu rụi, thì cũng không thể quang hợp nổi mà dần héo tàn. Những con khủng long, thương long to xác may mắn sống sót lúc trước, nay dần chết lạnh hoặc chết đói. Cứ như vậy, những vị vua cổ đại đã bị số phận ruồng bỏ. Đây chính là kịch bản được hầu hết các nhà khoa học đồng ý về nguyên nhân gây ra cuộc tuyệt chủng kỷ phấn trắng. Cổ cận cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long được đa số các học giả chấp nhận. Khủng long, rực long và thương long là những nạn nhân điển hình nhất. Biến động nhiệt độ mau chóng do thời gian ngắn đã tiêu diệt ngay một bộ phận những con thằn lằn to xác này, do chúng là loài sinh vật biến nhiệt điển hình, vốn bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiệt độ môi trường. Tiếp đó, những con còn sống phải đối diện với nạn thiếu thức ăn trầm trọng. Các loài ăn cỏ cỡ lớn
mau chóng bị chết đói do sự tận diệt của thảm thực vật. Kéo theo đó là sự tiêu vong của các loài ăn thịt chuyên săn các loài ăn cỏ đó. Tính cả khủng long, khoảng 3/4 các loài động thực vật đã biến mất hoàn toàn sau vụ diệt chủng này. Những kẻ còn sống sót lúc này chủ yếu là những loài nhỏ con, dễ thích nghi hơn, có thể ăn mọi thứ còn sót lại để sinh tồn như côn trùng, chim, cá, cá sấu, xác trần đốt, than lằn cỡ nhỏ, rùa, rắn và một loài nhỏ bé dường như đã bị lãng quên trong suốt kỷ nguyên khủng long, những con thú có vú tiến hóa từ Cynodon, từ tận kỷ Tam Điệp, lối sống chui lủi ở những nơi tầng cây thấp, thậm chí là lẩn trốn trong hang hốc, ăn dương xỉ, côn trùng để sống, vô tình đã giúp chúng sống sót qua cơn tai kiếp đã quật ngã những kẻ khổng lồ kia. Vòng quay định mệnh lại lần nữa bắt đầu xoay, chu kỳ mới lại đến. Tạo hóa sẽ gọi tên ai là kẻ thống trị tiếp theo? Thời gian sẽ giải đáp tất cả. Đón nhận thảm họa này đến thảm họa khác, những kẻ thống trị địa cầu suốt từ cuối kỷ Tam Điệp cho đến kỷ Phấn Trắng cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho kẻ khác. Nhưng khi cơn bão qua đi, thì ánh nắng lại quay về, gốc rễ của cây cối sẽ mọc trở lại. Cũng giống như thế giới này, những sự sống biết thích nghi và chống chọi lại được với sự khắc nghiệt của tự nhiên, rồi sẽ trở thành những chủ nhân mới của thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Mình là Lẻn, và đây là Đại Tân Sinh. Mốc thời gian đầu tiên mà chúng ta sẽ đến trong đại này chính là thế Paleocene, thuộc kỷ cổ cận. Trái đất sau thảm họa, thế Paleocene kéo dài từ 65,5 đến 55,8 triệu năm trước. Từ Paleocene bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với Paleos có nghĩa là cổ. Paleocene là giai đoạn trước của thế Eocene, tức thế Thủy Tân. Paleocene dịch ngắn gọn là cổ tân. Tên này được chọn rất hợp lý vì các hình thức sống còn sót lại sau sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng cổ cận sẽ tiến hóa thành các loài mới, các đại diện nguyên thủy của các loài ngày nay. Ấm lên toàn cầu, vào đầu thế cổ tân, nhiệt độ trái đất giảm đi nhiều do cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Phấn Trắng. Nhưng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt đầu trở lại vào giữa và cuối thế cổ tân, sang tận thế Thủy Tân, Eocene. Từ đây, một sự kiện tăng đột ngột nhiệt độ toàn cầu xảy ra. Sự kiện này được biết đến với tên gọi đỉnh nhiệt độ cổ Thủy Tân. Và sự kiện này được tác động bởi sự gia tăng hàm lượng khí CO2 trong không khí, làm cho nhiệt độ toàn cầu lên đến 6 độ C trong suốt 20.000 năm, gây ra sự ảnh hưởng đến các dòng chảy trong đại dương và không khí. Mực nước biển tăng lên, gây ra cuộc tuyệt chủng hàng loạt, nhưng đồng thời cũng giúp nhiều loài phát triển mạnh. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Mặc dù làm băng của hai cực tan chảy đến mức cao nhất, nhưng sự kiện này đã vô tình làm phát triển mạnh vùng nhiệt đới. Từ đó, diện tích các khu rừng nhiệt đới gia tăng tiến đến gần hai vùng cực, làm bàn đạp cho việc phát triển các hệ động thực vật của kỷ này. Thực vật. Sự kiện tuyệt chủng Phấn Trắng đệ tam hay sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn Trắng cổ cận đã có tác động đáng kể đến đời sống thực vật ở khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Trong một thời gian ngắn, 1/3 các loài thực vật cấp cao đã tuyệt chủng và bị chiếm lĩnh bởi dương xỉ. Chúng xâm chiếm các khu vực bị tàn phá do cháy rừng và sự tăng đột biến của cây dương xỉ ở thế cổ tân này là do chịu tác động bởi thiên thạch. Vào cuối thế cổ tân, thảm thực vật đã thích nghi với khí hậu toàn cầu ấm áp và ẩm ướt. Cây hạt kín, cây bụi, cây lá kim và dương xỉ đã giúp tạo nên những khu vực rừng trải dài đến tận cả hai cực. Bắt đầu là rừng nhiệt đới hiện đại, với thảm thực vật phát triển vào cuối thế cổ tân, tán cây nhiều tầng, cây cao, cây chịu bóng râm và lá lớn là những đặc điểm nổi bật của thảm thực vật vào thời điểm này. Một số đại diện nổi bật có thể kể đến như cây đay Tiliaceae, họ côm Eliacabaceae, họ thành thất Cimarubaceae. Bên cạnh đó, thảm thực vật cận nhiệt đới bao phủ phần lớn các lục địa phía Bắc và mở rộng tới 50 độ ở cả bán cầu Bắc và Nam, được bao phủ bởi các đầm lầy ngập mặn dọc theo bờ biển châu Âu và Tasmania của Úc. Sinh vật chiếm ưu thế ở các vùng đầm lầy ven biển này chính là họ rùa nước. Càng lên cao, thảm thực vật càng có sự thay đổi từ cận nhiệt đới đến những khu rừng xanh ôn đới được thống trị bởi cây sồi, nguyệt quế, đến những khu rừng rụng lá ôn đới mát mẻ. Chúng vốn được phát triển rực rỡ bởi sự kết hợp của thực vật hạt kín, hai lá mầm xuất hiện từ kỷ Phấn Trắng và vẫn tiếp tục phát triển và sinh sôi nảy nở.
động vật. Suốt 10 triệu năm, động vật có vú đã tiến hóa từ các dạng nhỏ, đơn giản thành đa dạng các kích cỡ. Một số động vật có vú đã tiến hóa thành các dạng lớn hơn để thống trị mặt đất, trong khi các loài khác có khả năng sinh sống trong lòng đại dương, các môi trường đất đặc biệt và thậm chí là cả trên không. Chim cũng tiến hóa đáng kể trong kỷ này, tiến hóa thành dạng cơ bản gần giống như ngày nay. Động vật có vú. Động vật có vú xuất hiện lần đầu tiên vào cùng thời điểm xuất hiện của khủng long trong kỷ Tam Điệp. Nhưng trong suốt thời kỳ thống trị của khủng long, động vật có vú vẫn nhỏ bé. Chúng được chia thành động vật như thú đẻ trứng, thú có túi và thú có nhau thai. Đại diện của ba nhóm này đều xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ Phấn Trắng. Những động vật có vú sống sót sau sự kiện tuyệt chủng đã trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ để thích nghi trong thế cổ tân và đã thành công đến mức toàn bộ đại tân sinh còn được gọi là thời đại của động vật có vú. Đầu tiên là động vật có vú đẻ trứng, monotreme, hay còn gọi là bộ đơn huyệt, được đại diện bởi thú mỏ vịt từ Úc và thú lông nhím của Úc và New Zealand. Monotreme là động vật có vú cổ xưa nhất, dấu vết hóa thạch monotreme rất ít và có niên đại từ kỷ Phấn Trắng. Một trong số các loài động vật thuộc bộ đơn huyệt là Monotremidum, chúng là họ hàng của thú mỏ vịt, có nguồn gốc từ thế cổ tân, nhưng sống tận Argentina ngày nay và là loài monotreme đầu tiên được tìm thấy bên ngoài Australia. Động vật có vú, có túi, được gọi là thú có túi. Ngày nay, hầu hết chúng đều sống ở Úc, bao gồm gấu túi và chuột túi quen thuộc. Ngoài ra, tại Bắc Mỹ có một loài thú có túi là opossum và Nam Mỹ cũng là nơi sinh sống của nhiều loài thú có túi không kém. Hồ sơ hóa thạch của loài này có niên đại từ giữa kỷ Phấn Trắng ở Bắc Mỹ. Trong thế cổ tân, loài thú có túi ở Nam Mỹ đã tiến hóa thành loài ăn côn trùng nhỏ, động vật ăn tạp và dạng ăn thịt từ trung bình đến lớn với lối sống như chó, mèo và gấu. Cuối cùng, thú có nhau thai chiếm hơn 95% tổng số động vật có vú còn sống. Hồ sơ hóa thạch của động vật có vú có nhau thai có niên đại từ kỷ Phấn Trắng sớm. Vào thời kỳ đầu của thế cổ tân, các động vật có vú có nhau thai vẫn còn nhỏ. Rất ít loài đạt kích thước của một con cừu ngày nay, nhưng điều này đã thay đổi vào cuối thế cổ tân. Nhóm này của động vật có vú đã trở thành nhóm đa dạng nhất và thành công nhất. Các đại diện của nhóm này bao gồm các loài động vật móng guốc, linh trưởng và động vật móng guốc ăn thịt. Động vật móng guốc cổ xưa hay còn được gọi là Condylarthra là một trong những động vật có vú cổ tân đặc trưng nhất và chúng minh họa cho cấp độ tiến hóa của các động vật có vú cổ tân. Các bộ động vật móng guốc nhau thai hiện đại được cho là nằm trong nhóm cơ bản này. Loài tê giác răng nanh Dinoceratra là một loài động vật có vú móng guốc. Chúng ăn cỏ lớn, có sừng và răng nanh lồi, được biết đến từ thế cổ tân và thủy tân ở châu Á và Bắc Mỹ. Với khối lượng cơ thể lên tới 4 tấn rưỡi, chúng đại diện cho một số loài động vật có vú lớn xuất hiện sớm nhất trong thế này. Động vật ăn thịt lớn nhất thế này là họ Mesonikid. Mesonikid là động vật móng guốc ăn thịt có kích thước bằng sói. Chúng xuất hiện đầu tiên trong đầu thế cổ tân, sụt giảm mạnh vào cuối thủy tân và diệt vong hoàn toàn khi chi cuối cùng của họ này, Mongoleti, đã tuyệt chủng ở đầu thế tiệm tân, Oligocene. Hầu hết các loài động vật có vú phát triển mạnh mẽ trong thời gian này đã bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú vẫn vượt qua được và tiến hóa trong thế cổ tân trở thành tổ tiên gần nhất cho các loài hiện đại. Chim. Các loài chim hiện đại Neonid đã thay đổi rất lớn để thích ứng với môi trường trong đại tân sinh. Bằng chứng hóa thạch về các loài chim hiện đại đầu tiên có niên đại khoảng 65 triệu năm trước. Chúng có thể được xếp thành hai nhóm dựa trên hình thái vào miệng. Phần lớp chim mỏ cổ Balaenoanthi ngày nay được đại diện bởi các loài chim Nabidi nhỏ ở Nam và Trung Mỹ. Cùng với đó, bộ đà điểu Rati, những loài chim không biết bay bao gồm các loài đà điểu châu Phi, đà điểu Nam Mỹ, đà điểu Úc, đà điểu đầu màu và chim kiwi của New Zealand. Phần lớn Neonathi là phân lớp loài chim còn sống với hơn 9.000 loài. Một số đại diện của cả chim mỏ cổ và chim hàm mới đều xuất hiện từ cuối kỷ Phấn Trắng. Về sau, cả hai nhóm đều đa dạng hóa và trở nên phong phú trong đại tân sinh. Bò sát. Do điều kiện khí hậu thuận lợi của thế cổ tân, các loài bò sát đã phân bố rộng rãi hơn nhiều so với ngày nay. Trong khi các loài khủng long không tiến hóa thành chim, các loài bò sát biết bay và loài bò sát biển lớn đều tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn Trắng, thì tổ tiên của loài bò sát hiện đại không chỉ phải sống sót qua đại tuyệt chủng
mà còn phải trải qua sự biến đổi lớn để thích nghi với môi trường mới. Trong khi những loài rùa biển lớn của kỳ phấn trắng đã biến mất, nhiều họ rùa biển nhỏ hơn vẫn tiếp tục phát triển rất phong phú. Cá sấu là một trong những sinh vật lớn nhất còn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỳ phấn trắng. Các đại diện của loài cá sấu thực sự ngày nay thuộc phân bộ Eustachia, bao gồm cá sấu châu Mỹ, đã tiến hóa thành các loài vừa sống trên cạn và bán thủy sinh. Bộ Scamanda, gồm thằn lằn và rắn, cũng rất phong phú trong đầu đại tân sinh. Các loài hình dạng thằn lằn và rắn xuất hiện lần đầu vào kỷ Jura, nhưng tiếp tục phát triển đa dạng vào thế cổ tân. Vừa rồi thông tin về thế cổ tân, giai đoạn đầu của kỷ cổ cận, kỷ đầu tiên thuộc đại tân sinh, cũng chính là đại địa chất mà con người đang sinh sống. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Cách đây hàng triệu năm, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nhiệt đới cực độ, đặc biệt theo chu kỳ tự nhiên. Bạn có từng tưởng tượng sống ở Bắc Cực trong mùa hè nóng chưa? Hoặc cảm nhận trượt tuyết tại Bắc Cực khi nhiệt độ dưới 0 độ C chưa? Nhưng vào thời điểm cách đây 56 triệu năm, ngay cả ở Bắc Cực, bạn sẽ không thoát khỏi nhiệt độ nóng như mùa hè. Lý do là thế giới đang ở giữa giai đoạn nóng cực độ, được gọi là đỉnh nhiệt cổ thủy tân. Vào thời điểm đó, nhiệt độ ở cả hai cực của trái đất thậm chí còn gần bằng với khu vực nhiệt đới. Trong lịch sử, trái đất đã trải qua nhiều giai đoạn nóng lên, lớp băng ở giữa hai cực đã hình thành và tan ra nhiều lần. Hiện nay, trái đất tiếp tục trải qua giai đoạn nhiệt đới cực độ. Tuy nhiên, không chỉ vì chu kỳ tự nhiên, mà thay vào đó, biến đổi khí hậu được coi là một nguyên nhân quan trọng khác. Khí hậu của trái đất thay đổi tự nhiên qua hàng triệu năm, vòng quay quanh mặt trời của trái đất thay đổi chậm rãi, dẫn đến những biến đổi từ các mùa sang ánh sáng mặt trời. Một phần của kết quả của những biến đổi này là việc trái đất trải qua những giai đoạn băng hà và ấm hơn. Tuy nhiên, để tạo ra một giai đoạn nóng cực độ như thế thủy tân, việc thay đổi độ nghiêng của trục trái đất hoặc quỹ đạo của nó quay quanh mặt trời là không đủ. Các giai đoạn nóng cực độ luôn liên quan đến một nguyên nhân vô hình mà chúng ta hiện tại rất quen thuộc, tăng lượng khí carbon dioxide. Tuy nhiên, việc nâng cao nồng độ CO2 vào không khí trong các giai đoạn trước khi có sự xuất hiện của con người vẫn còn là một vấn đề đầy bí ẩn. Các nhà khoa học không thể hoàn toàn xác định nguyên nhân. Dự đoán tốt nhất của họ là rằng sự phun trào của núi lửa đã đưa khí CO2 vào không khí, giữ nhiệt và tan chảy các lớp băng khí methane đã bị đóng băng từ lâu ở đáy đại dương. Chẳng hạn, sự kiện tuyệt chủng Permian Jurassic đã xảy ra vài triệu năm trước sự xuất hiện của loài khủng long trên trái đất. Sự kiện nóng lên này diễn ra cách đây 252 triệu năm và cũng là kết quả của hoạt động núi lửa, dẫn đến biến đổi khí hậu kinh hoàng và tình trạng tuyệt chủng trên diện rộng. Nhiệt độ tăng lên tới 10 độ C so với mức tăng 1-2 độ C kể từ khi con người bắt đầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khoảng 95% các sinh vật dưới biển và 70% sinh vật trên cạn đã tuyệt chủng. Thế thủy tân, thế Eocene, thế thứ hai trong ba thế của kỷ cổ cận Paleocene. Kỷ này kéo dài từ 65 triệu đến 23 triệu năm trước. Còn thế thủy tân, Eocene, bắt đầu từ 56 triệu năm trước và kết thúc vào 33,9 triệu năm trước. Nó nằm giữa thế cổ tân Paleocene và thế tiệm tân Oligocene. Tên Eocene có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Eos, có nghĩa là bình minh, nói về sự xuất hiện và đa dạng hóa của nhiều nhóm sinh vật ngày nay, đặc biệt là động vật có vú và động vật thân mềm. Trong hầu hết thế Eocene, do thuộc tính nhiệt cổ thủy tân, khí hậu toàn cầu lúc này ấm và mưa nhiều, những trỏm băng tồn tại ít hoặc không tồn tại, mực nước biển đầu thế rất thấp, tạo ra các cầu nối đất liền giữa châu Á và Bắc Mỹ, băng qua eo biển Bering, Bắc Mỹ và châu Âu qua Greenland, Australia và Nam Cực. Vào cuối kỷ nguyên, Nam Cực trôi dạt về phía Nam, mở ra một kênh nước sâu giữa nó và Australia, gây ra xu hướng lạnh đi toàn cầu, cho phép hình thành dòng hải lưu quanh Nam Cực. Thực vật. Sự thay đổi trong thảm thực vật bị giới hạn chủ yếu bởi sự di chuyển của cây cỏ trong phản ứng với sự biến đổi của khí hậu. Ban đầu, môi trường bao gồm các khu vực ẩm ướt, mát mẻ với rừng mở rộng và khu rừng ven biển trải dài, rừng rộng lớn ở các vùng cận cực. Cây cỏ cảm thấy thoải mái, rải rác đến phía Bắc, thậm chí như Alaska. Vào khoảng 49-50 triệu năm trước, sự kiện Azolla đã bắt đầu làm mát hành tinh. Cuối thế thủy tân,
Phần lục địa bên trong bắt đầu trở nên khô hanh hơn, rừng biến mất đáng kể. Thảm cỏ chủ yếu phát triển ở các bờ sông, bờ hồ và mang theo sự biến đổi theo mùa. Cây rụng lá bắt đầu thay thế các loài cây nhiệt đới thường xanh và nó chiếm phần lớn trên các lục địa phía Bắc. Vào cuối kỷ phấn trắng, những thứ cỏ quan trọng đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự đa dạng và phổ biến của chúng đã tăng lên vào thế thủy tân. Cỏ đã khuyến khích sự phát triển của các loài động vật chăn thả đầu tiên như loài Eohippus. Cỏ cũng thúc đẩy sự tiến hóa của nhiều loài cây quen thuộc như bạch dương, tuyết tùng, hạt rẻ, cây du và sồi. Tóm tắt những kết quả này, sự phục hồi thảm thực vật trong thời kỳ Eocene bắt đầu đến giữa có thể chia thành 3 loại thảm thực vật rừng lá rộng ở vùng cận cực và thảm thực vật cận nhiệt đới ở các vĩ độ trung bình. Dựa vào hầu hết các nghiên cứu tái tạo trước đây, thảm thực vật nhiệt đới đã lan rộng gần như tới 60 độ Bắc, Tây Bắc Mỹ trong thế Eocene muộn. Hai thảm thực vật bổ sung đã được xác định, rừng lá kim hỗn hợp ở các khu vực cận cực ở phía Bắc và rừng bán rụng lá ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới phía đông của Bắc Mỹ. Động vật có vú. Các hóa thạch cổ nhất của hầu hết các bộ thú hiện đại xuất hiện trong một giai đoạn ngắn của thế thủy tân. Vào đầu thế thủy tân, một số nhóm thú hiện đại mới đã xuất hiện ở Bắc Mỹ. Những loài thú hiện đại, chẳng hạn như các loài guốc chẵn, guốc lẻ, đặc biệt là động vật linh trưởng, chúng có những đặc điểm như chân thon dài và có khả năng cầm nắm, cùng với răng có cấu tạo chuyên biệt cho việc nhai. Vào thế này, xuất hiện nhiều loài động vật có kích thước bé hơn họ hàng của chúng, được gọi là dạng lùn. Tất cả các thành viên của nhóm này đều nhỏ, dưới 10 kg. Dựa trên so sánh kích thước răng thì thú thế thủy tân chỉ bằng 60% kích thước của các thú thế phấn trắng. Chúng cũng nhỏ hơn so với các loài thú sau này. Người ta cho rằng nhiệt độ nóng của thế thủy tân đã làm những loài thú nhỏ hơn, bởi vì khi ấy chúng sẽ có khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Các họ hàng đầu tiên của các loài hiện đại như ngựa, Eohippus, các loài rơi đầu tiên, Vicomoritherium và các loài linh trưởng gặm nhấm và thú túi, các dạng nguyên thủy cũ hơn của thú, giảm về đa dạng và tầm quan trọng. Những kẻ săn mồi động vật cỡ lớn trên đất liền bắt đầu hình thành dưới dạng những loài thú ăn thịt trên cạn như linh cẩu Hyaenodon và Deafenus, là dòng dạng đầu tiên của một họ động vật săn mồi từng thành công được biết đến với tên gọi gấu chó. Đây cũng là thời kỳ của các loài động vật ăn tạp như lợn săn mồi, Entelodon. Chúng được xem là một trong số những loài ăn tạp lớn nhất từng tồn tại. Các loài động vật săn mồi thuộc họ mèo Nimravidae, bao gồm cả Dinistic, đã tự xác lập là một trong số những loài thuộc họ mèo xuất hiện sớm nhất. Các nhóm của họ cũng trở nên rất thành công và tiếp tục tồn tại qua thế thủy tân. Tuy nhiên, chúng không phải là tổ tiên của những loài mèo thời nay thuộc họ Felidae. Không chỉ trên cạn, động vật có vú còn thống trị cả đại dương, với đại diện là Bacillosaurus, một loài cá voi nổi tiếng nhưng có tên rất chi là khủng long. Các loài cá voi tăng mạnh sau khi trốn khỏi đất liền và tìm đến biển xanh. Người ta gọi đó là thời điểm của sự chuyển đổi lớn từ động vật trên cạn sang động vật thủy sinh của bộ cá voi. Các loài thuộc bộ bò biển đầu tiên đã bắt đầu tiến hóa vào thời điểm này và cuối cùng sẽ tiến hóa thành loài duy nhất như sư tử biển và tiên cá bò biển mà chúng ta có thể thấy được ở các vùng biển của Việt Nam. Sau hàng triệu năm kể từ sự kiện tuyệt chủng cuối phấn trắng đầu cổ cận, để sinh vật đối phó với môi trường luôn thay đổi, các loài có vú đã có hướng đi khác với khủng long. Thay vì tăng kích thước cơ thể để lấy thịt đè người, thì chúng đã chọn cách tăng kích thước não của mình lên. Trái với câu của Tư Mã Ý, trong trường hợp này, người thông minh thì sẽ sống rất lâu. Và đó là câu chuyện nổi bật nhất trong Thế Thủy Tân, phần tiếp theo trong chuỗi video về kỳ cổ cận. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Lịch sử khí hậu của hành tinh này về cơ bản có thể chia thành hai trạng thái, ấy là trái đất nhà kính, Greenhouse Earth, và trái đất nhà băng, Icehouse Earth. Thoạt nghe thì những khái niệm hơi lạ tai này có vẻ như là cách gọi khác của hiệu ứng nhà kính, Greenhouse Effect, và kỷ băng hà, Ice. Tuy nhiên, chúng định nghĩa và nội hàm hoàn toàn khác biệt. Trái đất nhà kính dùng để chỉ thời kỳ không tồn tại bất kỳ dòng sông băng nào trên thế giới. Nhiệt độ thời kỳ này thường rất nóng, tuy nhiên chưa đến mức gây ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Cấp độ tồi tệ đến độ không thể đảo ngược của hiệu ứng nhà kính. Giai đoạn này chiếm khoảng 85% thời gian tồn tại của trái đất. Trái đất nhà băng thì ngược lại, những dòng sông băng xuất hiện trên bề mặt tinh cầu. Dù vậy, trạng thái này không đồng nghĩa với kỷ băng hà. Ví dụ, trái đất hiện nay dù đang bị báo động đỏ bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu do nồng độ khí nhà kính tăng vọt, nhưng với sự tồn tại của các hoang mạc băng giá tại hai vòng cực,
thì chúng ta vẫn ở giữa giai đoạn trái đất nhà băng. Ở video nói về thế thủy tân, Eocene, chúng ta được biết rằng trái đất đã đạt đến đỉnh điểm nóng bức trong suốt lịch sử hình thành, kéo theo đó là sự thịnh vượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới, được mở rộng đến tận Bắc Cực và Nam Cực. Có điều như các cụ đã dạy, có thịnh thì tất có suy. Đến cuối kỷ này, đỉnh nhiệt đã chuyển sang tình trạng lao dốc nghiêm trọng. Tuy không đủ gây nên một kỷ nguyên lạnh giá trường kỳ trên phạm vi toàn cầu, nhưng vẫn kịp gây ra một kỷ băng hà mini ở hai đầu cực, mà hệ quả đến ngày nay vẫn còn thấy được bằng mắt thường. Cái lạnh bất chợt ùa về này cũng đã đánh dấu sự chuyển đổi một kỷ nguyên mới, từ thế thủy tân nhà kính sang thế tiệp tân nhà băng. Nguyên nhân nào đằng sau sự suy giảm nhiệt độ đó? Hệ thống thực vật bị biến đổi ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với thế tiệp tân Oligocene. Mình là Lẻn. Tổng quan, thế tiệp tân hay Oligocene là thế cuối cùng của kỷ địa chất cổ cận Paleocene, kéo dài từ 34 cho đến 23 triệu năm trước. Mặc dù giai đoạn chuyển giao giữa thế tiệp tân và thế thủy tân có xảy ra một cuộc tuyệt chủng hàng loạt, được gọi là Grand Coupure, trong tiếng Pháp nghĩa là vết cắt lớn. Tuy nhiên, sự kiện này không được xem là ranh giới đánh dấu sự thay đổi giữa hai thời kỳ, mà thay vào đó chính cái lạnh đột ngột xảy đến. Nguyên nhân của vụ tuyệt chủng này mới được xem là lần ranh đó. Về mặt khí hậu, điểm đặc trưng của thế tiệp tân là nhiệt độ suy giảm trầm trọng, dao động từ khoảng 5 độ C ở vùng biển Na Uy đảo Greenland cho đến 11 độ ở Bắc Mỹ. Tính chung toàn cầu, nhiệt độ giảm trung bình 5-6 độ C. Nhiệt độ giảm đã dẫn đến hiện tượng suy giảm lượng mưa, có thể mất đến hơn 50% so với thế thủy tân trước đó. Tình trạng băng giá xuất hiện và ngày một phổ biến. Ước tính, ở giai đoạn đỉnh điểm vào cuối thế này, diện tích bề mặt trái đất bị băng giá bao phủ lớn hơn ngày nay đến tận 25%. Mực nước biển cũng vì vậy mà thấp xuống trầm trọng, mất đi từ 75 đến 100 mét, mức thấp kỷ lục trong vòng 100 triệu năm trở lại đây. Hiện nay, chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân khiến nhiệt độ suy giảm nhanh chóng như vậy. Giả thuyết đáng tin cậy nhất là do sự suy giảm đồng độ của khí CO2 trong bầu khí quyển, khiến hiệu ứng nhà kính yếu đi thấy rõ, dẫn đến khả năng giữ lại nhiệt lượng từ mặt trời không còn tốt như trước. Bên cạnh đó, hoạt động của các mảng kiến tạo dẫn đến việc tạo ra những dòng hải lưu lạnh, chia cắt các miền lục địa cũng có thể góp phần không nhỏ. Về mặt địa lý, tại thế tiệp tân, các mảng kiến tạo tiếp tục quá trình vỡ ra, va đập và tiến dần vào vị trí như ngày nay. Nam Cực trở nên biệt lập hơn khi các eo biển sâu được hình thành giữa Nam Cực với châu Úc và Nam Mỹ. Trong khoảng từ 49 đến 17 triệu năm trước đây, ví dụ như eo biển Drake ở châu Âu, độ cao dãy áp đang dâng lên nhanh chóng khi mảng châu Phi tiếp tục đẩy về phía Bắc và va chạm vào mảng Á Âu, cô lập tàn tích còn sót lại của vùng biển Tethys cổ xưa. Tại châu Á, có giả thuyết cho rằng cao nguyên Tây Tạng có thể đã đạt đến độ cao gần như hiện nay vào cuối thế tiệp tân do sự va chạm của các tiểu lục địa. Có thể là cả Ấn Độ và khu vực Nam Á. Sự rút lui của mực nước biển trong giai đoạn này có thể đã làm lộ ra các cánh đồng bằng ven biển rộng lớn ở châu Âu, bờ biển tiếp giáp Đại Tây Dương của Bắc Mỹ, cũng như những tuyến đường bộ kết nối châu Á với châu Âu và châu Âu với Bắc Mỹ. Hệ động thực vật. Nếu thế thủy tân chứng kiến khung cảnh những cánh rừng lá rộng nhiệt đới có thể bành trướng tới tận hai vùng cực, và ngay cả ở hai vùng cực cũng có thể thấy bò sát đủ kích cỡ, loài đặc hữu của kiểu khí hậu ấm áp lòng nhòng khắp nơi, thì đến thế tiệp tân, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Sự mát mẻ trong tiết trời, đôi khi là lạnh giá, lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng đã khiến cho những cánh rừng nhiệt đới và ôn đới xanh tốt trước đây dần lụi bại, thu hẹp dần trở về khu vực vĩ độ thấp, nằm xung quanh vành đai xích đạo. Thế chỗ rừng nhiệt đới là sự mở rộng nhanh chóng của các thảo nguyên, sa mạc và rừng cây rụng lá ôn đới. Ở những lãnh nguyên băng tuyết thì rêu với dương xỉ chiếm ưu thế. Không chỉ khí hậu, thế tiệp tân cũng là giai đoạn bản lề, chứng kiến sự biến đổi giữa hệ động vật xưa cũ sang hệ động vật tương đối hiện đại. Minh chứng là hầu hết các họ động vật có vú còn ngày nay đã xuất hiện vào cuối thế này. Chúng bao gồm các loài móng guốc ăn cỏ như ngựa ba ngón nguyên thủy, tê giác, lạc đà, hươu và lợn lòi, các loài ăn thịt thuộc họ chó, gấu, chồn và gấu mèo, gọi chung là Carnivora, bắt đầu thống trị khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện và lan rộng của những vùng đồng cỏ thay vì rừng rậm đã khiến nhiều loài như ngựa, lợn lòi địa ngục Entelodon, tê giác và lạc đà
đã phát triển ra cặp chân thon dài, cung cấp khả năng việt dã tốt hơn trên địa hình bằng phẳng, ít vật cản. Đáng chú ý hơn cả, ở Thế Tiệm Tần đã xuất hiện nhiều loài động vật có vú với kích thước rất lớn, có thể đạt đến mức khổng lồ. Điển hình như họ tê giác không sừng Paraceratheridae, phân bố tại Đông Âu, Nam Ấn Độ và Đông Bắc Trung Quốc. Chúng có thể cao tới 6 mét và nặng 20 tấn, là một trong những loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Cũng trong thời kỳ này, đất rừng Nam Mỹ lại tiếp tục chứng tỏ sự dữ dằn của mình khi tiếp tục là quê hương của nhiều loài độc lạ, hiếm có, khó tìm. Ví dụ như Pirotheria, một động vật có vú gần giống heo vòi hiện đại, nhưng cao gần bằng người lớn trưởng thành và sở hữu răng nanh dài nhọn, lộ hẳn ra ngoài như ở lợn rừng. Tất nhiên là chẳng thể bỏ qua những ông vua xứ này như cá sấu chân dài khổng lồ thuộc họ Cebecosuchian hay giống chim khủng bố nặng hơn 300kg đi săn cả cá sấu Frutracid. Sự to lớn bất thường của động vật vào thời kỳ này, đặc biệt là với những động vật hằng nhiệt như thú và chim, có thể được lý giải bởi quy luật Bergman. Quy tắc này do nhà sinh vật học người Đức Carl Bergman công bố vào năm 1847. Nó phát biểu rằng, đối với cùng một loài, thì con sinh sống ở môi trường càng lạnh sẽ càng lớn hơn con sinh sống ở môi trường ấm áp. Nguyên lý ở đây là tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với thể tích ở những sinh vật cỡ lớn sẽ thấp hơn những sinh vật cỡ nhỏ. Vì vậy, giúp chúng phát ra ít nhiệt lượng hơn, giữ lại độ ấm cho cơ thể, giảm năng lượng tiêu thụ, giúp sống sót tốt hơn ở môi trường lạnh giá. Ở môi trường ấm áp thì không có nhu cầu tích trữ năng lượng nên kích thước cũng chỉ cần từ vừa vừa trở về nhỏ là đủ. Thế Thủy Tân, giai đoạn nóng nhất lịch sử cho thấy kích thước của thú có vú cũng vào loại nhỏ nhất. Khởi đầu của kỷ nguyên băng hà. Về cuối Thế Tiệm Tần, nhiệt độ toàn cầu có ấm lên đôi chút nhưng về cơ bản vẫn là lạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng tất cả mới chỉ là bình yên trước cơn bão, bởi theo ghi nhận lịch sử, nhiệt độ ở Thế Tiệm Tân vẫn còn được đánh giá là ấm áp hơn nhiều Thế Trung Tân, Miocene liền sau nó, và có thể gọi là nóng bức so với Thế Thượng Tân, Pliocene kế đó nữa. Và điểm kết của chuỗi lạnh giá dần đều này chính là kỷ băng hà như chúng ta vẫn biết vào Thế Canh Tân, Pleistocene hoặc kỷ băng hà đệ tứ. Chưa bao giờ thấy câu nói của Sir John Snow thấm như bây giờ. Winter is coming. Không có chiều cao ngút tầm mắt, không có thân gỗ rắn chắc, cũng chẳng có hoa trái mọng nước. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt không thể ngăn cản sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong thân hình khiêm tốn ấy. Chẳng vùng đất nào không có dấu vết của chúng, trừ cái lạnh tuyệt đối của miền Nam Cực. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại là họ thực vật quan trọng nhất đối với sự tồn vong của nhân loại. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có chúng mới thỏa mãn được cái ăn cho hàng tỷ con người, cùng bầy súc vật nhung nhúc cả bốn chân lẫn hai chân. Vâng, chúng ta đang nói đến họ thực vật với cái tên khoa học là Poaceae, trong tiếng Việt là hoa thảo, còn thân thuộc hơn chính là cỏ. Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đã thống kê được hơn 600 chi với trên 10.000 loài khác nhau thuộc họ cỏ. Dưới góc độ phân loại sinh học, cỏ không chỉ bao gồm cỏ dại hoặc cỏ cho gia súc ăn như ta thường nghĩ, mà còn có cả các loại ngũ cốc, cây mía, cây ngô nữa. Đừng quá ngạc nhiên, vì trước khi trở thành những giống cây thơm ngon và có thể ăn được như ngày nay, tổ tiên chúng ta ngày trước đã phải dành nhiều ngàn năm để phân loại, thuần hóa và lai tạo chúng từ hàng hà sa số những giống cây dại khi xưa. Các loài thuộc họ cỏ nói chung là loài thực vật chiếm ưu thế tại một trong những hệ sinh thái quan trọng hàng đầu trên trái đất, các thảo nguyên. Theo ước tính, hệ sinh thái thảo nguyên bao phủ khoảng 20% diện tích bề mặt đất liền, còn tính riêng ở châu Phi, con số này vượt quá 50%. Nhắc đến thảo nguyên, chúng ta thường nghĩ đến những vùng đất trải rộng ngút ngàn, được bao phủ bởi thảm cỏ xanh biếc đến tận đường chân trời. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang là vạn mã đôn bằng, gió bụi mù mịt. Muốn tận hưởng khung cảnh hùng tráng ấy, phải chịu khó theo chân đoàn lữ hành đến thánh địa du mục Mông Cổ hoặc cưỡi xe địa hình trên Sa Phan Phi Châu. Tuy nhiên, nếu sinh sống tại kỷ Tân Cận, chỉ cần mở mắt ra thôi, bạn cũng có thể bắt gặp cảnh này ở gần như bất cứ đâu. Trong chuyến hành trình ngày hôm nay, máy thời gian sẽ đưa các bạn dòng ruồi trên thảo nguyên vô tận của 20 triệu năm về trước. Hãy thắt chặt dây an toàn trước khi mình nhấn ga hết tốc lực nào, vì có lẽ bạn sẽ không muốn bị bắt kịp bởi một con chim điên rồ nào đó đâu. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kỷ Tân Cận, Miocene, là kỷ địa chất tồn tại trong khoảng từ 23 cho đến 2,58 triệu năm trước, bắt đầu từ khi kỷ Cổ Cận, Paleocene kết thúc cho đến khi kỷ đệ tứ hiện tại bắt đầu.
Cho đến cuối kỷ này, trên bản đồ thế giới, các lục địa đã tiến vào gần đúng vị trí ngày nay như ngày nay chúng ta được biết. Bắc Mỹ và Nam Mỹ đã được nối liền với nhau bằng eo đất hẹp Panama sau hàng triệu năm tạm thời chia cắt. Châu Phi tiếp tục áp sát vào lục địa Á-Âu. Phần còn lại của đại dương Tethys cổ đại biến mất, để lại tàn dư địa Trung Hải, Biển Đen, Biển Đỏ và Biển Caspi. Kèm theo với đó là sự hình thành của bán đảo Ả Rập. Trên địa Trung Hải, bán đảo Ý va chạm với phần còn lại của châu Âu để hình thành nên dãy núi Alps. Còn lại châu Á, tiểu lục địa Ấn Độ va chạm với khu vực Nam Á. Hệ quả là tạo ra nóc nhà của hành tinh hiện nay, sơn mạch Himalaya hùng vĩ. Điểm khác biệt dễ thấy nhất so với thế giới ngày nay của địa lý kỷ Tân Cận có lẽ là diện tích đất liền lớn hơn thấy rõ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do khí hậu ngày càng lạnh hơn, tiếp nối sự suy giảm nhiệt độ đã diễn ra từ cuối kỷ cổ cận trước đó. Tiết trời mát lạnh làm suy giảm lượng mưa. Các núi băng ở hai cực phình to ra khiến mực nước biển suy giảm từ hàng chục đến cả trăm mét, làm lộ ra những cây cầu đất nối liền Á-Âu với châu Phi và lục địa Bắc Mỹ. Địa Trung Hải và Đại Tây Dương cũng từng bị chia cắt do sự kiện này. Sự tồn tại của những cây cầu đất này có thể là cho đến tận khi băng tan. Khi thời kỳ băng hà kết thúc vào kỷ đệ tứ, đã tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các hệ sinh vật từng khá biệt lập với nhau trước đây, bao gồm cả con người, vốn có nguồn gốc là loài vượn người phương Nam, Allopithecus, xuất hiện trước tiên ở châu Phi. Không dừng ở đó, khí hậu lạnh cùng với việc mực nước biển thấp cũng đã gây ra tình trạng suy giảm đa dạng sinh học nghiêm trọng ở các vùng biển. Do vậy, chúng đã tạo ra điều kiện hoàn hảo để nuôi dưỡng hai loài săn mồi vĩ đại bậc nhất nơi lòng đại dương, siêu cá mập Odontomegalodon và thủy cái họ cá voi Leviathan. Thảo nguyên mặt trời không bao giờ lặn, khí hậu lạnh và khô của kỷ Tân Cận đã tạo điều kiện lý tưởng cho hệ sinh thái thảo nguyên phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Các cánh rừng với cây cao rậm rạp tiếp tục bị thu hẹp. Ngoài ra, lượng mưa thấp, hiện tượng đóng băng gia tăng đã khiến nhiều sông suối khô kiệt, dẫn đến sự hình thành của các hoang mạc ở nhiều vùng châu thổ từng xanh tốt trước đó. Chứng nhân nổi tiếng nhất chính là sa mạc Sahara, được hình thành trong chính giai đoạn này. Thảo nguyên được cấu thành từ hai từ là thảo, là cỏ, nguyên là cánh đồng, ghép lại thành đồng cỏ. Từ đồng nghĩa với nó trong tiếng Anh là savanna, hay còn gọi là savan. Theo ý nghĩa nguyên bản, savan còn được hiểu là vùng đất không có cây, nhưng có nhiều cây cỏ lớn nhỏ. Do vậy, nhiều người thường nghĩ thảo nguyên là nơi chỉ có kính thưa các loại cỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, dần dần khái niệm này cũng được thay đổi. Từ chỗ chỉ có cỏ thì còn có thêm cả cây đủ kích cỡ, nhưng cỏ vẫn là loài chiếm ưu thế hoặc đóng vai trò quan trọng. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các đặc tính về mặt sinh thái, tùy thuộc vào vĩ độ cao hay thấp, khí hậu cụ thể của từng khu vực địa lý, thổ nhưỡng, lượng mưa, nguồn nước, độ cao địa hình và nhiều nhân tố khác mà cỏ có thể bao phủ nhiều nhất, từ 25 cho đến 80% diện tích thảm thực vật. Kích thước và chủng loại cỏ theo đó mà cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, dù có khác biệt nhiều hay ít, thì bất kỳ hệ sinh thái thảo nguyên nào cũng cung cấp môi trường lý tưởng cho những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi, tê giác, bò rừng, linh dương, ngựa sinh sôi nảy nở bởi hai lý do chính: thức ăn dồi dào và hạn chế nơi ẩn nấp của những loài săn mồi thù địch. Những cái tên nổi bật nhất của thời đại này có thể kể đến là siêu voi Deinotherium, phân bố chủ yếu ở châu Phi và lục địa Á-Âu. Chúng có thể nặng hơn voi châu Phi. Loài voi lớn nhất hiện nay còn sống đến gần 2,5 tấn, 13,2 tấn so với 6 tấn, và cao hơn đôi chút, 4 mét so với 3 mét 2. Điểm lạ đời nhất của chúng là cặp ngà mọc ở hàm dưới và cong xuống dưới, thay vì mọc ở hàm trên và cong lên trên như voi hiện đại. Theo phỏng đoán là có chức năng đào rễ cây hoặc tước vỏ và lá ra khỏi thân cây. Dù mang cái tên theo tiếng Hy Lạp nghĩa là con thú khủng khiếp, nhưng kỳ thực lại khá lành tính trong hầu hết thời gian và chỉ trở nên đặc biệt nhạy cảm và hung bạo khi phải bảo vệ con non trước mối đe dọa mang tên Homotherium hay mèo nanh khỉ, là một loài thuộc chi mèo nanh kiếm, có chung tổ tiên với loài cọp nanh kiếm Smilodon lừng danh. Răng của chúng ngắn hơn Smilodon nhưng dài hơn so với các loài săn mồi họ mèo hiện đại như hổ hay sư tử. Và dĩ nhiên, độ tàn bạo thì từ bằng đến hơn, chứ tuyệt đối không thể kém. Là thợ săn cự phách của đồng cỏ, mà tốc độ trên thảo nguyên đương thời từ châu Phi sang tới tận châu Âu, rồi sau này là tới Bắc Mỹ. Về cơ bản, có thể xem Homotherium là một con báo grepa phiên bản siêu to khổng lồ với cân nặng gần gấp 3,
tận 190 kg so với xấp xỉ 70 kg. Chúng không chỉ sở hữu hàm răng sắc nhọn mà còn vô cùng khỏe, đủ sức đâm xuyên qua da dày và kéo xác những loài ăn cỏ cỡ lớn như voi hay bò rừng về nơi trú ẩn. Nhìn chung, với tình cảnh đâu đâu cũng bắt gặp thảo nguyên thế này, thì Homo Therium nói riêng và họ nhà mèo nói chung cứ gọi là thỏa sức tung hoành ấy nhỉ. Tuy nhiên, công thức này không áp dụng được cho đất rừng Nam Mỹ. Phải nói rằng rất may mắn cho Homo Therium và nhiều loài khác trên thảo nguyên khi phải đến gần cuối kỷ Tân Cận, phần còn lại của thế giới mới bắt đầu được kết nối với Nam Mỹ, cũng như vị vua của xứ này, chim khủng bố Ferus Rasit. Dù không có sải cánh lớn, nhưng đổi lại, Ferus Rasit lại có đôi chân dài, dẻo dai, cho phép chạy với vận tốc lên đến 100 km/h, tạo ra lợi thế cách biệt khi truy đuổi mục tiêu trên các bình nguyên rộng mở. Lúc đi săn, Ferus Rasit có xu hướng dùng chân đá văng con mồi, ghim chặt chúng trên mặt đất, rồi dùng cái mỏ nhọn cứng như lưỡi cuốc, dài đến 40 cm, bổ thẳng vào nơi hiểm yếu. Nhờ có cái cổ to, khỏe, mỏ của chúng có thể dễ dàng đâm xuyên qua cả hộp sọ, kết liễu nạn nhân bằng một đòn duy nhất. Người ta tin rằng sự tồn tại của Ferus Rasit chính là nguyên nhân khiến loài thú phải cất đi nanh vuốt và náu mình trong rừng rậm. Dĩ nhiên, đất có thổ công, sông có hà bá. Nếu hệ sinh thái trên cạn của Nam Mỹ do Ferus Rasit thống lĩnh, thì khu vực ngập nước cũng xuất hiện những cái tên đáng gờm không kém. Đó là Purusarek và Mega Piranha. Hai cái tên vừa nêu rất có thể là nguyên mẫu để những nhà sản xuất phim ở Hollywood cho ra đời những tác phẩm có tựa đề kiểu như Cá sấu ăn thịt khổng lồ hoặc Thảm họa Piranha chẳng hạn. Purusarek là loài cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận. Theo nghiên cứu vào năm 2015, ngay cả với những ước tính khiêm tốn nhất, thì chúng vẫn dài hơn 10,3 mét và nặng đến 5,16 tấn. Riêng hàm răng đã dài đến xấp xỉ 1,5 mét và tạo ra lực cắn ít nhất 5,3 tấn. Chúng là bá chủ của hệ sinh thái ngập nước, có thể ăn những loài cá sấu nhỏ hơn, rùa, cá heo sông và dĩ nhiên là cả những con thú vô tình sa chân vào mép nước, nơi Purusarek đắm mình. Với Mega Piranha thì không có gì nhiều để nói, bởi riêng cái tên đã thể hiện sự đáng ngại của chúng rồi. Piranha hay còn gọi là cá răng đao hay cá cọp, thường được biết đến như một loài cá nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng hàm răng bén như dao cạo và lối kiếm ăn theo bầy đàn hàng trăm con của chúng, dễ dàng biến con mồi béo tốt thành bộ xương trắng hiếu trong chớp mắt. Bằng việc thêm vào tiền tố Mega, chúng ta thu được một con cá hung hăng y hệt, nhưng to hơn rất nhiều, với chiều dài khoảng 71 cm và nặng 10 cân. Quan trọng nhất là chúng vẫn kiếm ăn theo bầy, cho nên bữa ăn của Mega Piranha không khác gì đại tiệc tùng xẻo, nghe khá là đau đấy. Tóm lại, dù tự nhiên có phần hà khắc hơn, nhưng kỷ Tân Cận vẫn cho thấy mức độ đa dạng sinh học ở mức rất cao. Nhưng các cụ đã dạy rồi, cực vật tất phản, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thời tiết mấy chục triệu năm không hề có dấu hiệu ấm lên chút nào, mà đang ngày càng tệ hơn. Tiết trời từ chỗ se lạnh cuối thu, đầu đông, chuyển sang dần rét buốt. Màu xanh của cỏ tươi hoặc màu vàng cỏ cháy được thay dần bằng đốm tuyết trắng, báo hiệu kỳ băng hà sắp đến. Băng giá từ hai cực đã lan dần về đường xích đạo. Nhưng lần này, ngoài cái đói và cái rét, còn một thứ nữa đã góp phần đẩy vô số muôn thú vào cảnh tuyệt diệt: sự trỗi dậy của một giống loài linh trưởng siêu việt. Dù không nanh, không vuốt, nhưng chúng đã vĩnh viễn thay đổi lịch sử hành tinh này. Đó là vượn người phương Nam, Allopithecus, tổ tiên sớm nhất của nhân loại. Trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, có một con sóc, một con trồn, hoặc là cái thứ gì cũng được, miễn không phải trốn xanh lè, đang nhìn ngang liếc dọc khắp nơi. Sau khi đảm bảo không có ai dòm ngó, nó hỉ hụi đào ra một cái lỗ nhỏ bằng đầu móng tay trên lớp băng dày, và rồi cần lực nhồi nhét báu vật của mình, một quả sồi to hơn cái đầu của chính nó, vào cái chỗ tí thẹo đó. Thiếu hiểu biết cộng với nhiệt tình bằng phá hoại, hành động cố chấp vừa rồi đã tạo ra một tiếng rắc. Những vết nứt khổng lồ lan ra nhanh chóng, cả núi băng khổng lồ sắp sụp đổ tới nơi. Còn nguyên nhân của mọi sự vẫn quyết tâm ôm ấp quả sồi quý giá đến cùng. Đấy là cách mọi chuyện bắt đầu. Hẳn không khó để mọi người nhận ra đây là phân cảnh mở đầu kinh điển của loạt phim hoạt hình tuổi thơ Kỳ Băng Hà. Ngoài giá trị giải trí, những bài học về gia đình và tình bạn, hành trình của bộ ba voi mammut Manny, Lười Xít và mèo nanh kiếm Diego, Kỳ Băng Hà cũng mang lại niềm vui thích tìm hiểu về một thời kỳ xa lạ, nơi trái đất đã từng là một quả bóng tuyết trôi nổi trong ngân hà. So với tuổi thọ của tinh cầu già nua này, khoảng thời gian ấy chỉ dài hơn một cái chớp mắt. Tuy nhiên, nó lại chứng kiến một trong những sự kiện quan trọng nhất xuyên suốt toàn bộ lịch sử tiến hóa. Ấy là sự trỗi dậy của một giống loài kỳ lạ. Chúng không có, hoặc nói đúng hơn là đã từ bỏ nanh nhọn, vuốt sắc. Nhưng sau cùng,
lại có thể đạp đổ mọi kẻ to lớn nhất, hung bạo nhất để thiết lập nên nền văn minh đầu tiên. Hãy để máy thời gian kể câu chuyện về buổi bình minh của nhân loại. Quaternary, mình là Lẻn. Tổng quan, kỷ đệ tứ Quaternary là kỷ địa chất mới nhất trong đại tân sinh Cenozoic, bắt đầu từ khi kỷ tân cận Neogen kết thúc vào khoảng 2,58 triệu năm trước và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Trước khi đi vào tìm hiểu sâu hơn vào điều kiện tự nhiên hay giới sinh vật, ta hãy bắt đầu từ cái tên không giống ai của kỷ này, đệ tứ. Nếu có đệ tứ, thì từ đệ nhất đến đệ tam đã đi đâu mất rồi, trong khi hai kỷ địa chất liền trước nó lại có danh xưng là cổ cận, Paleogen và tân cận, Neogen. Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 1759, một nhà địa chất học người Ý tên là Giovanni Azuino đã lần đầu công bố phương pháp phân chia lịch sử địa chất thành bốn kỷ, từ xa tới gần, lần lượt là đệ nhất, Primitive, đệ nhị, Secondary, đệ tam, Tertiary, đệ tứ, Quaternary. Giovanni Azuino đề xuất sự phân chia này dựa trên cơ sở quan sát các lớp trầm tích ở khu vực phía nam dãy núi Alp thuộc Bắc nước Ý. Tuy nhiên, dần ra do cách thức này không còn đúng với mọi trường hợp ở những khu vực địa lý khác ngoài nước Ý, nên khái niệm kỷ đệ nhất và kỷ đệ nhị không còn được sử dụng nữa. Kỷ đệ tam từ năm 2007 đã được Ủy ban Quốc tế về Địa tầng học ICS khuyến nghị sử dụng thay thế bằng thuật ngữ chuẩn xác hơn là kỷ cổ cận, Paleogen và kỷ tân cận, Neogen. Riêng đối với kỷ đệ tứ, dù tên gọi được giữ nguyên nhưng nội hàm cũng đã có khác biệt. Thuật ngữ đệ tứ ban đầu vốn được Giovanni Azuino dùng để chỉ bồi tích trong thung lũng sông Po ở Bắc Ý. Còn thuật ngữ đệ tứ như hiện tại lại được nhà địa chất học người Bỉ Gilles Noyer dùng để mô tả trầm tích ở lưu vực sông Seine tại Paris. Điều kiện tự nhiên, nhìn chung, ở kỷ đệ tứ, bề mặt trái đất không có quá nhiều khác biệt so với ngày nay, ngoại trừ việc tồn tại những con đường kết nối Bắc Mỹ với châu Âu và miền Bắc của châu Á. Nguyên nhân của hiện tượng này là mực nước biển là tình trạng mực nước biển thấp do tình trạng băng giá phổ biến. Nghe thì hơi chút khó tin, nhưng đây lại là sự thật. Bởi theo thông lệ quốc tế, thềm lục địa được hiểu là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển kéo dài hàng trăm hải lý. Tính từ phần ngoài của lãnh hải cho đến tiếp giáp vùng biển quốc tế, độ sâu trung bình khu vực này đạt từ 2.200 đến 2.500 mét. Vậy mà trong giai đoạn cực đại băng giá cuối cùng, kỷ băng hà gần nhất, rất nhiều thềm lục địa đã từng là đất liền. Phải cho đến cuối kỷ này, vào khoảng 10.000 năm trước, khi thời kỳ băng hà cuối cùng kết thúc, khí hậu ấm lên khiến băng tan chảy làm mực nước biển dâng lên, che lấp đi những tuyến đường này. Kết quả như ngày nay là Bắc Mỹ và châu Âu bị chia cắt bởi Bắc Đại Tây Dương, trong khi điểm cực đông của châu Á và điểm cực tây của Bắc Mỹ chỉ cách nhau có 85 km, được ngăn đôi bởi eo biển Bering. Ấy là về địa lý. Còn về khí hậu, phần lớn thời gian tồn tại của kỷ đệ tứ đến nay tương đương với kỷ băng hà gần nhất. Do đó, khí hậu đặc trưng của kỷ này là lạnh giá trong phần lớn thời gian. Băng hà thì đương nhiên là phải lạnh, nhưng cụ thể là lạnh tới đâu? Theo một nghiên cứu từ Đại học Arizona, Hoa Kỳ, thì nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn băng hà kỷ đệ tứ là 7-8 độ C. Nghe thì chưa thấp cho lắm, vì nhiều nơi ngày nay còn lạnh đến âm độ mà con người vẫn sống được đấy thôi. Nhưng xin hãy nhớ cho, chúng ta đang nói đến phạm vi toàn cầu. Và đây là cơn lạnh kéo dài trong ít nhất hàng nghìn năm liên tiếp, chứ không phải thay đổi theo mùa. Ngày nay, chưa cần đến cái đập bàn la hét của những tổ chức bảo vệ môi trường hay những con số thống kê mang tính vĩ mô về hiện tượng nhà kính El Nino hoặc El Nina, thì chúng ta vẫn dễ dàng cảm thấy khí hậu đang nóng dần hơn qua từng năm. Dẫu vậy, nhiệt độ trái đất trung bình tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 mới chỉ loanh quanh mốc 17 độ C. Còn cả thế kỷ 20, sục sôi khí thế công nghiệp hóa mới chỉ có 14 độ C. Cái đáng sợ không phải là nhiệt độ cao, mà là tốc độ gia tăng do hành vi của con người. Chỉ vài trăm năm bằng trái đất tự thân vận động trong hàng chục thế kỷ. Một vấn đề khác thường bị nhầm lẫn về băng hà kỷ đệ tứ, đó là hiện tượng băng giá diễn ra trên phạm vi toàn cầu liên tục không ngắt quãng từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Trên thực tế, mỗi kỷ băng hà thường bao gồm hai thời kỳ diễn ra xen kẽ nhau là thời kỳ đóng băng và thời kỳ gian băng. Vế đầu thì dễ hiểu rồi, còn vế sau thì cần phải giải thích một chút. Gian băng có thể tạm hiểu là một thời kỳ ấm áp hơn diễn ra trong kỷ băng hà và làm băng ở hai cực tan ra phần nào, do đó sự sống mới có cơ may trở mình. Vì vậy, có một số quan điểm học thuật cho rằng
Kỳ băng hà thật ra vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang ở trong giai đoạn giàn băng. Sự ấm áp này sẽ tiếp diễn trong vài chục nghìn năm nữa trước khi giai đoạn đóng băng kế tiếp xảy đến. Giới sinh vật. Sinh vật kỳ đệ tứ rất gần gũi với ngày nay, tuy rằng có nhiều điểm khác biệt do ảnh hưởng môi trường sống, đặc biệt là khí hậu. Thú có vú thời kỳ này rất phong phú và đa dạng. Cho đến khoảng 10.000 năm trước, xuất hiện nhiều loài thú lớn, đạt kích thước đến tầm khổng lồ như voi ma mút, nai khổng lồ, Megaloceros, lười đất khổng lồ, Megatherium, gấu mặt ngắn khổng lồ, Arctodex. Điều này có lẽ là để thích nghi với môi trường lạnh giá, bởi tỷ lệ thể tích cơ thể lớn so với bề mặt da sẽ giảm khả năng mất nhiệt. Để tăng hiệu quả làm ấm, thì nhiều loài còn khoác thêm lớp da thô dày và lông lá rất rậm rạp. Một điểm thú vị khác của giới động vật giai đoạn này là sự di cư của những loài từ lục địa này sang lục địa khác do sự hình thành của những cầu nối đất liền xuyên biển xuất hiện trong thời gian mực nước biển thấp. Minh chứng của những điều này là tồn tại điểm tương đồng giữa những loài động vật vốn xuất hiện lần đầu tiên trên các châu lục khác nhau, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, có thể tìm thấy dấu vết hóa thạch của các loài mèo nanh khỉ, Homo Therium và voi ma mút, vốn là những loài có quê quán gốc là ở châu Phi. Ở châu Mỹ thì quá trình này diễn ra sớm hơn, từ cuối kỷ Tân Cận do sự hình thành giải đất Panama nối liền Bắc Mỹ với Nam Mỹ đã thúc đẩy quá trình di cư theo cả hai chiều. Tuy nhiên, kết quả thì không giống nhau, trong khi những loài miền Bắc kéo xuống nhanh chóng giành ưu thế trước những loài bản địa, dẫn đến việc nhiều loài đặc hữu biến mất. Đơn cử như chim khủng bố, Ferus Rasit, thì những loài miền Nam đi lên lại không giành được ưu thế đáng kể nào. Nằm ngoài công cuộc giao lưu văn hóa vô cùng sôi nổi này là châu Úc. Nếu ở Việt Nam có câu, con gì nhúc nhích được, đều ăn được, thì xứ Úc cũng có câu, con gì nhúc nhích được, đều thịt bạn được. Nguyên do là bởi mảnh đất này xuất hiện nhiều loài sinh vật độc lạ, không thể tìm thấy ở nơi nào khác, và trong số chúng, tồn tại rất nhiều loại hung dữ như kangaroo hoặc kịch độc như nhện, rắn. Căn nguyên thì cũng rất đơn giản, trong khi các lục địa khác ra vào tấp nập, thì châu Úc lại bị cô lập với phần còn lại từ nhiều triệu năm trước bởi những vùng biển sâu. Vì thế, hệ sinh thái này cũng phát triển theo hướng độc đáo, không đụng hàng. Cách đây khoảng 10.000 năm, trái đất bắt đầu chứng kiến sự tuyệt chủng của nhiều loài thú trên các châu lục. Sự kiện tuyệt chủng này khá kỳ lạ vì đối tượng chính của nó là những loài thú có trọng lượng lớn hơn 40 kg. Nguyên nhân được chấp nhận nhiều nhất hiện nay là sự thoái trào đột ngột của các sông băng trong kỳ băng hà khiến các sinh vật không thể kịp thích nghi. Tuy nhiên, nếu chỉ do khí hậu thì vì sao nhiều loài sống gần các vùng cực lại không di cư đến đó? Và tại sao những thời kỳ giàn băng trước đây lại không xảy ra hiện tượng tuyệt chủng hàng loạt như vậy? Đây chính là thời điểm nhân vật chính lên sàn. Xin giới thiệu con người. Sự trỗi dậy của loài người. Theo quan điểm di truyền học phổ biến, thì tổ tiên đầu tiên của con người, vượn người phương Nam đã xuất hiện ở châu Phi từ hơn 4 triệu năm trước, tách khỏi những họ hàng linh trưởng gần gũi nhất là hắc tinh tinh chim ban di để đặt viên gạch đầu tiên cho họ người Homonidae. Trong nhiều triệu năm tiếp theo, họ người tiến hóa không ngừng, theo hướng khối lượng não ngày một lớn hơn, dáng đứng thẳng bằng hai chân, hai bàn tay có thể thao tác linh hoạt, đồng thời từ bỏ đi các đặc điểm hoang dã của thú vật như lông lá, nanh vuốt, dáng di chuyển bằng cách bò và đến khoảng 300.000 năm trước đây, vượt qua mọi thành viên khác của chi người Homo, tổ tiên đích thực của chúng ta đã xuất hiện và tồn tại cho đến tận ngày nay, Homo sapiens hay còn gọi là người tinh khôn. Thuở xa xưa thì tổ tiên con người không khác dã thú là mấy, nhưng từ 2,5 triệu năm trước, con người đã biết cách sử dụng những mảnh đá để làm dụng cụ phục vụ cuộc sống. Đây chính là khởi nguyên của thời kỳ đồ đá cũ, bước đầu tiên đưa nhân loại thoát ra khỏi đêm trường tối cổ. Từ đó trở đi, nhân loại dần dần không chỉ biết lựa những tảng đá có sẵn để sử dụng, mà còn gia công chúng thành nhiều hình thù phù hợp bằng những cách thô sơ, ghè, đập. Theo thời gian, trình độ gia công ngày một tinh xảo hơn và đạt đến đỉnh cao vào khoảng 10.000 năm trước. Mốc thời gian này, chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần vì nó rất quan trọng, đánh dấu nhân loại chuyển từ thời kỳ đồ đá cũ sang đồ đá mới. Ở giai đoạn này, kỹ thuật chế tác công cụ đá đã đạt đến trình độ hoàn mỹ. Nghề chế tác đồ gốm cũng phát triển, công cụ lao động tốt hơn, giúp năng suất lao động nâng cao, với trí thông minh vũ khí sắc bén. Đặc biệt là sự xuất hiện phổ biến của cùng tên, nhân loại dễ dàng vây giết những quái thú nguy hiểm như voi ma mút hoặc mèo nanh kiếm, thậm chí là đẩy chúng tới bờ vực tuyệt chủng. Một số loài dù không bị ăn, nhưng ngược lại được thuần hóa để trở thành gia súc. Không chỉ vậy, kể từ giai đoạn này, con người cũng đã bắt đầu thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào săn bắt hái lượm,
mà còn kết hợp với cả làm nông và chăn nuôi để có nguồn thu thực phẩm ổn định. Vật phẩm không chỉ đủ dùng mà còn dư giả. Bắt đầu phát sinh hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các cộng đồng người, nền móng đầu tiên cho thương mại. Ngoài công cụ, nhân loại còn đạt được một phát kiến quan trọng khác, đó chính là tìm ra lửa và sau đó là tạo ra lửa. Con người dùng lửa để chiếu sáng, sưởi ấm, đe dọa mãnh thú và nấu ăn, một điều quá lạ lẫm với mọi loài thú khác. Theo nghiên cứu, con người có thể đã sử dụng lửa sớm nhất từ 800.000 năm trước và rất có thể là chính nhờ tạo ra được lửa, con người mới dám di cư từ châu Phi đến nơi khác. Tất cả những điều trên đã đặt nền móng để đưa nhân loại từ chỗ ăn lông ở lỗ để tiến lên, tách ra khỏi giới hoang dã, hình thành nên những tổ chức xã hội cấp cao được liên kết không chỉ bởi nhu cầu sinh tồn đơn thuần mà còn là những giá trị về lợi ích kinh tế, giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng, sau cùng là vươn tầm đến cấp độ văn minh, có chữ viết, luật pháp và nhà nước. Lần đầu tiên trong lịch sử tiến hóa, một chủng loài không có ưu thế vượt trội về thể chất đã vươn lên địa vị thống trị bằng quyền năng của trí tuệ. Thật hy vọng rằng kỷ nguyên huy hoàng ấy sẽ mãi trường tồn, không thể vì lòng tham của một số bộ phận nhỏ mà đánh mất tương lai của cả giống loài. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!